Hồi 46, trong Hoàng Cung xảy biến lúc canh khuya, vì tiểu bảo giật mình kinh hãi, bao nhiêu lực lượng tiêu tan hết. Nguyên lúc gã thi triển, đằng la thức, ôm ngang lưng tiểu quận chúa, lập tức cô vung song trường đánh vào mặt gã, bắt buộc gã phải buông tay. Lúc này toàn thân cô cũng nhún ra, vì tiểu bảo đã hai tay từ sau lưng qua hai vai ngược lên giữ lấy hàm dưới cô. Đó là, thác thiên thức, trong cầm nã thủ pháp hai tay tiểu quận chúa đưa đưa ra ngoài cửa, không thể co về để công kích. Cô lâm vào tình thế không tự giải cứu được. Giả tỷ hai người đứng đối diện thì tiểu quận chúa còn có thể phóng đầu gối đá vào hạ bộ hoặc bụng đối phương, nhưng cũng phải vung chân rất mau lẻ, không thì đối phương tăng ra kinh lực vào hai tay là vạn đứt xương cổ cô ngay. Đây chính là một sát thủ ghê gớm để đả thương chí mạng trong phép cầm nã. Lúc này vì tiểu bảo nằm trên giường mà hai chân tiểu quận chúa đứng dưới đất, khó bề vung cước phản công, nên cô biến thành cục diện bị kiềm chế. Lại nghe tiếng lách cách vang lên rồi cửa sổ bị người đẩy bật ra. Trường hợp này khiến cho vi tiểu bảo cũng phải giật mình kinh hãi. Hồi trước hải lão công mắc bệnh ho xuyến, sợ gió, nên cửa sổ đã đóng đinh chặt lại để tránh phong hàn. Sau hải lão công chết rồi, vi tiểu bảo lại sợ có người dòm nom những chuyện bí mật, nên cửa sổ vẫn đóng chặt như cũ. Bây giờ có người đẩy cửa sổ ra là một chuyện khác thường, trước nay chưa từng xảy đến. Vì tiểu bảo cất tiếng run sợ nói, có quỷ thật rồi, tiểu quận chúa nhảy sổ lên giường chối đầu vào trước ngực gã. Toàn thân cô run bần bật, cửa sổ mở từ từ ra rồi, một thanh âm lạnh lẽo cất lên hô hoán, "Tiểu Quế Tử, tiểu Quế Tử." Ban đầu vi tiểu bảo cho là quỷ hồn hải lão công xuất hiện. Nhưng sau gã nghe tiếng hô hoán lại là khẩu âm đàn bà càng bờ vía cất tiếng run run la lên, đúng là quỷ cái, lúc này hai tay vi tiểu bảo nắm giữ được tiểu quận chúa đã buông ra rồi. Trái lại, tiểu quận chúa lại ôm khư khư lấy gã, vì cô sợ hết hồn. Đột nhiên một cơn gió mạnh lùa vào, đèn lửa trong phòng tắt phụt, vi tiểu bảo hoa mắt lên, trong phòng đã thêm một người, lại nghe, quỷ cách, cất tiếng âm u lạnh lẽo gọi luôn mấy câu, tiểu quế tử, tiểu quế tử, đức diêm vương kêu ngươi đi đó. Diêm vương gia bảo ngươi sát hại hải lão công, vì tiểu bảo chẳng còn hồn vía nào nữa. Gã muốn cãi, hải lão công đâu có phải nô tài hạ sát, nhưng gã lưu lưỡi, miệng há hốc mà không sao thốt nên lời được. Lại nghe quỷ cái nói, diêm vương gia bắt ngươi đem đi liệm trên núi đao, hay quẳng vào vạc dầu. Tiểu quế tử, bữa nay ngươi đừng hòng trốn thoát nữa. Vì tiểu bảo nghe mấy câu này đột nhiên phát giác, gã la thầm, té ra là thá hậu chứ không phải là quỷ cái. Tuy gã đã biết đây là người chứ không phải là quỷ, nhưng gã càng sợ hãi hơn, vì người này chính là Thái Hậu. Gã lẩm bẩm nếu là quỷ cái đến bắt thì hoặc giả ta không chịu đi còn được nhưng Thái Hậu thì chẳng có hy vọng gì sống nữa. Thế nào mù cũng giết mình để bịt miệng. Thực ra trước kia gã vẫn lo ngay ngáy có mày bị Thái Hậu giết chết để phòng ngừa gã tiết lộ việc cơ mật. Nhưng lâu nay vẫn không thấy động tĩnh gì. Thời gian làm nhạt dần mối lo âu trong lòng gã gã cho là thái hậu chưa hay là mình đã hiểu chuyện bí mật của bà hoặc lại tin là gã có biết cũng không dám tiết lộ đồng thời bà nghĩ tới tiểu hoàng đế thương yêu gã nên bà không nỡ ra hài thực ra thái hậu sở dĩ trần trừ chưa hạ sát vi tiểu bảo là vì hôm bà động thù cùng hải lão công đã bị nội thương cực kỳ trầm trọng bà lại thấy hải lão công phóng trường phóng cước đá gã bay đi mà không chết thì cho rằng nội công của gã không phải tầm thương. nội thương bà chưa hoàn toàn khỏi hẳn công lực chưa phục hồi, bà không hành động mạo hiểm. Chuyện giết người để bịt miệng không thể mượn kẻ khác làm thay mình, cần phải chính bà động thủ. Thái hậu là người tính tình thâm hiểm mà chuyện bí mật lại liên quan đến việc lớn tài đình thì khi nào bà chịu dung cho vi tiểu bảo còn sống ở thế gian. Đừng nói gã chỉ là một tên tiểu thái giám, địa vị thấp hèn chẳng có chi đáng kể, dù gặp tay đại quyền thế như hậu phi, thái tử, tướng quân đại thần mà có liên quan đến vụ cơ mật trọng đại này, số người lên tới trăm người bà giết cả một trăm, lên tới ngàn người bà cũng giết cả một ngàn. Thái hậu chờ đợi đã lâu ngày, hiện giờ công lực bà cũng chưa hồi phục, nhưng bà nghĩ rằng nấn ná một ngày là thêm một phần nguy hiểm vì việc cơ mật có thể bị tiết lộ. Thái hậu không thể chờ đợi được nữa liền đến cạnh cửa sổ phòng vi tiểu bảo để vào hạ sát thủ. Bà đứng bên ngoài chớt nghe tiếng vi tiểu bảo la, có quỷ liền giả vờ làm quỳ. Thái hậu vào phòng rồi không biết trên giường còn có người nằm. Bà từ từ ngưng tụ kinh lực, giơ tay mặt lên, đi từng bước tiến lại trước giường. Võ công của Thái hậu so với hải lão công cũng chỉ kém một chút. Kinh lực trên bàn tay bà dĩ nhiên không phải tầm thường. Bà biết rằng phát trường của mình giáng xuống thì dù vi tiểu bảo có đến 10 mạng cũng không sống sót được. Vi tiểu bảo thấy Thái hậu vung trường đánh xuống, còn cách mấy thước, trưởng phong đã quét vào mặt rác như dao thứ, gã biết rằng không thể chống cự nổi liền co mình chui vào trong chăn. Phát trường của Thái Hậu giáng xuống đánh, binh, một tiếng trúng cả vi tiểu bảo lẫn tiểu quận chúa. May ở chỗ cách tấm chăn bông dày, kinh lực đã giảm đi quá nửa. Thái Hậu biết đánh một trường này vi tiểu bảo tất chưa chết. Bà giơ tay lên phóng phát trường thứ hai, lần này bà vận động kinh lực nặng hơn lần trước, bàn tay vừa đụng vào chăn bỗng đau nhói lên bà cho là mình bị thương về một thứ khí giới sắc bén, bất giác la lên một tiếng, nhảy lùi lại phía sau. Giữa lúc ấy bỗng nghe ba, bốn người đồng thanh hô lớn, có thích khách, có thích khách, Thái Hậu giật mình kinh hãi tự hỏi, sao lại có người biết chóng thế? Bà nghĩ tới địa vị tôn quý của mình, quyết chẳng thể để ai trông thấy chính bà đã ra tay hạ sát một tên tiểu thái giám. Bàn tay bị thương đau thấu tâm can, Thái Hậu không dành để coi vi tiểu bảo đã chết chưa bà điểm hai chân xuống vọt mình qua cửa sổ nhảy ra. Chân chưa chấm đất, Thái Hậu đã thấy có hai người tập kích phía sau lưng. Bà vung song trường ra chiêu, hậu cố vô ưu đánh ngược lại. Sau lưng Thái Hậu tựa hồ cũng có mắt, kinh lực song trường của bà dĩ nhiên cực kỳ lợi hại đánh trúng vào cả hai người. Hai người kia đều bị trúng trường vào ngực ngã lăn ra. Tiếp theo Thái Hậu nghe thấy từ phía xa xa có tiếng người hô đội thứ nhất và đội thứ hai bảo hộ hoàng thượng đội thứ ba bảo hộ thái hậu không được ai bỏ đi sau tòa núi giả mé đông cũng có tiếng người la bên này có thích khách quân tặc tử to gan định ra hại quế công công thái hậu biết đây là bọn thị vệ ở trong cung tên nào cũng võ công cao thâm chỉ giao đấu vài chiêu là thân phận bà sẽ bị bại lộ thái hậu liền co người lại ẩn mình vào bên bụi hoa bàn tay bà mỗi lúc nổi một cơn đau kịch liệt bóng người lay động bảy tám tên đang đánh nhau loạn xà ngầu tiếng binh khí đụng chạm bật lên choang choàng như gió táp mưa xa thái hậu bụng bảo dạ té ra trong cung quả có thích khách xâm nhập không hiểu đây là bạn bè của hải lão công hay dư đảng của ngao bái bà lại nghe những tiếng truyền lệnh từ đằng xa vọng lại không ngớt trong bóng tối đen ánh lửa cùng đèn ló từ bốn mặt tám phương chiếu cả vào một chỗ thái hậu nhủ thầm bây giờ mà mình không chảy thì chỉ lát nữa là khó có đường thoát thân được bà lún mình xuống từ phía sau bụi hoa nhảy vọt ra, hấp tấp chạy thẳng về tầm cung của mình. Thái hậu vừa chạy được mấy trưởng thì một người nhảy sổ đến trước mặt. Người này hai tay cầm hai ngọn cương chùy đâm lệ vào trước mặt thái hậu. Miệng hắn lớn tiếng quát tên phản tặc lớn mặt, mi dám lẻn vào cung quấy rối. Thái hậu hơi nghiêng mình đi, tay mặt bà ra hư chiêu, tay trái phóng trưởng đánh tới bả vai đối phương. Người kia hạ thấp vai xuống tránh khỏi, tay trái hắn cầm cương chùy đâm ngược lên, khí thế cực kỳ mãnh liệt. Thái hậu lạ người qua bên trái, xoay tay mặt đánh xéo lại. Chỉ trong chớp mắt hai bên đã trao đổi mười mấy chiêu. Người kia miệng không ngớt quát tháo, quân phản tặc giỏi thật, té ra là một mụ đàn bà. Thái hậu thấy tên thị vệ này võ nghệ không phải tầm thường. Nếu còn tiếp tục đánh nhau thì chỉ trong vòng hai, ba chục chiêu, e rằng bọn thị vệ khác trong cung sẽ đến tiếp viện. Bà nghe tiếng bọn thị vệ mỗi lúc một vây gần lại. Trong lúc cấp bách, bà lớn tiếng quát, quân nô tài lớn mật. Mi dám động thủ đánh Thái Hậu, tên thị vệ giật mình kinh hãi dừng tay hỏi, sao, Thái Hậu đáp đã... ta đây là Thái Hậu. Trong đêm tối gã nhìn không rõ, còn đang ngần ngừ, thì Thái Hậu đã vung song trường đánh, sầm, một tiếng trúng vào ngực đối phương. Tên thị vệ kia tan nát ngũ tảng chết ngay lập tức. Thái hậu đề khí nhảy vọt đi chuồn vào trong bụi hoa đây nhắc lại vi tiểu bảo chui vào chăn rồi bị thái hậu phóng trưởng đánh trúng lưng cơ hồ chết giấc. Trong lúc nguy cấp gã rút chùy thủ trong ống giày ra cầm trồng ngược mũi lên ở trong chăn. Chỗ chăn này cao gồ lên, phát trường thứ hai của Thái Hậu nhằm chỗ cao giáng xuống liền trúng phải mũi trùy thủ. Thanh gươm chùy thủ này sắc bén dị thường, có thể chém tan vàng vỡ đá mà bàn tay của Thái Hậu lại đánh xuống cực mạnh mũi chỉ thủ lập tức xuyên qua chăn bông đâm suốt bàn tay Thái Hậu từ đằng trước ra đằng sau. Vì tiểu bảo chờ cho Thái Hậu vọt ra ngoài cửa sổ rồi mới vén một góc chăn lên thì thấy bên ngoài tiếng người lác đác xôn xao. Gã nghĩ bụng chắc Thái Hậu phái người đến bắt ta rồi. Gã từ trên giường nhảy xuống đất, mở cửa ra nói, chúng ta chạy trốn cho mong. Tiểu quận chúa vừa khóc vừa nói, ta đau, đến chết người. Nguyên phát trưởng thứ nhất của Thái hậu đánh chúng sau lưng Vi Tiểu Bảo Đồng thời đánh chúng vào đùi bên trái Tiểu Quận Chúa. Tiểu Quận Chúa hứng trường lực nhiều hơn, xương đùi bên trái cô bị gãy rời. Vì Tiểu Bảo hỏi người làm sao thế, gã nắm lấy cổ áo Tiểu Quận Chúa sụp trốn cho mong, trốn cho mong, rồi gã kéo cô ra khỏi giường. Chân phải Tiểu Quận Chúa rớt xuống đất, cô cảm thấy đùi đau thấu tâm can. Cô nghiêng mình lăn lộn dưới đất, vừa khóc vừa nói ta ta bị gãy xương đùi rồi. Vì tiểu bảo trong lòng nóng nảy cất tiếng thoá mà. Còn mẹ nó, sao không gãy sớm, hay gãy muộn hơn? Gã tự nhủ, lão gia cần trốn thoát thân. Đừng nói thị gãy một xương đùi, mà gãy bốn xương đùi, tám xương đùi, thành mười bảy, mười tám đoạn thì lão gia cũng chẳng quan tâm. Gã xoay mình nhảy tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Nếu không có người là gã nhảy ra, nhưng gã vừa trông thấy Thái Hậu vung song trường đánh về phía sau. Tiếp theo hai người bay tung lên té huyệt xuống đất thật mạnh. Một người ngã lăn dưới cửa sổ. Vì tiểu bảo lờ mờ nhìn thấy người này mặc sắc phục thị vệ ở trong cung thì rất lấy làm kỳ. Tự hỏi, tại sao Thái Hậu lại đánh thị vệ ở trong cung? Lại thấy Thái Hậu xẹt mình ẩn vào trong bụi hoa. Ngoài xa mấy trượng sáu, bảy người đánh đánh nhau, trong tay đều cầm binh khí. Cuộc chiến đấu vô cùng khốc liệt. Từ đằng xa có tiếng người hô lớn bắt thích khách, bắt thích khách vì tiểu bảo vừa kinh hãi vừa mừng thầm, bụng bảo dạ té ra trong cung có thích khách lèn vào, chứ không phải họ định bắt ta. Gã lại chú ý nhìn ra thấy Thái Hậu đang đánh nhau với một tên thị vệ. Tên thị vệ này sử một cặp cương trùy phát ra ánh sáng lấp loáng dọi tới. Lát sau Thái Hậu lại đánh chết tên thị vệ rồi tung mình ẩn vào trong bóng tối vi tiểu bảo nghĩ thầm bọn thị vệ trong cung không phải đến bắt ta, chẳng lẽ chúng lại vâng mệnh hoàng thượng đi bắt Thái Hậu nếu vậy lão gia bất tất phải trốn nữa. Gã quay lại nhìn tiểu quận chúa thấy cô ngồi dậy rồi, miệng khẽ bật tiếng rên gì. Vì tiểu bảo biết mình không có gì nguy hiểm, trong lòng lại vui vẻ, gã đến bên tiểu quận chúa khẽ hỏi. Người có đau lắm không? Bên ngoài lại có người bắt ngươi đó, chớ có lên tiếng. Tiểu quận chúa sợ quá không dám rên nữa. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng hô giống chó chân đen nanh sắc ghê gớm, lên núi điểm thương quách tiểu quận chúa ủa lên một tiếng nói họ là người nhà ta vì tiểu bảo hỏi chẳng lẽ là bạn với ngươi ư sao ngươi lại biết tiểu quận chúa đáp bọn chúng hô ám hiệu ở trong mộc vương phủ nhà ta đưa ta ra coi lẹ lên lẹ lên vì tiểu bảo lại hỏi có phải bọn chúng sắn vào hoàng cung để cứu ngươi không tiểu quận chúa đáp ta không biết đây là hoàng cung hay sao vì tiểu bảo không đáp bụng bảo dạ nếu chúng mà biết con tiểu nha đầu này ở đây tắt xông vào để cứu thì lão ra một mình khó địch nổi số đông gã liền giơ tay ra giữ chặt lấy miệng tiểu quận chúa nói người chớ có lên tiếng để người ngoài phát giác thì tất cả cái đùi kia của ngươi cũng bị gãy nốt ta quyết không tha bên ngoài vang lên những tiếng la ôi ôi và tiếng reo hò giết được hai tên thích khách rồi lại có người hô thích khách trốn về phía đông chúng ta phải dượt cho lẻ tiếng người mỗi lúc một xa, vì tiểu bảo buông tay ra, nói bè lũ của ngươi trốn chạy hết rồi. Tiểu quận chúa cãi, không phải họ trốn chạy đâu, họ bảo nhau lên núi điểm thương, nói tức là tạm thời rút lui trong chốc lát mà thôi. Vì tiểu bảo hỏi, chó chân đen là ai? Tiểu quận chúa đáp, chó chân đen là bọn võ sĩ dưới chướng hoàng đế nhà mãn thanh. Tiếng người truyền lệnh ở đằng xa vẫn còn văng vẳng vọng lại không ngớt hiển nhiên trong cung đang điều động thị vệ vây bắt thích khách. Đột nhiên phía dưới cửa sổ có người rên ư ừ ư ừ hai tiếng mà lại là thanh âm phụ nữ. Vì tiểu bảo nói, còn tên thích khách chưa chết ta ra đâm cho thị hai đao. Thị vệ trong công toàn là đàn ông, vậy tiếng rên đàn bà dĩ nhiên là thích khách. Tiểu quận chúa cản lại nói, đừng đừng, đừng giết y, không chừng là người trong phủ ta. Cô bám lấy vai vi tiểu bảo đứng lên, không thể nghĩ đến chân bên phải bị đau được nữa, chân trái cô nhảy cả nhắc đến bên cửa sổ cô thấy dưới cửa sổ có hai người liền cất tiếng hỏi có phải thiên nam địa bắc vì tiểu bảo vội đưa tay bưng miệng cô người đàn bà dưới cửa sổ đáp thuộc hạ ở dưới chướng khổng tước minh vương cô là tiểu quận chúa phải không vì tiểu bảo nghĩ bụng người đàn bà này đã phát giác ra tông tích tiểu quận chúa thì tai vạ không nhỏ gã giơ gươm chùy thù lên toan liệng xuống bỗng cổ tay bị giết chặt thì ra bị tiểu quận chúa nắm rồi tiếp theo dưới nách gã đau nhói vì tiểu bảo cảm thấy toàn thân tê chồn thanh gươm chì tù suýt nữa tuột tay gã không còn sức để liệng xuống bỗng nghe tiểu quận chúa hỏi có phải sư tỷ đấy không người đàn bà ở dưới cửa sổ đáp ta đây ngươi làm gì ở trong đó tiểu quận chúa chưa trả lời vì tiểu bảo đã lên tiếng còn mẹ nó ngươi đến đây làm chi tiểu quận chúa cản lại nói ngươi Ngươi đừng thoá mạ y, y là sư tỷ của ta. Sư tỷ ơi, sư tỷ bị thương rồi phải không? Hỡi ôi, ngươi, ngươi mau nghĩ cách gì để giải cứu sư tỷ ta. Sư tỷ đối với ta rất tử tế. Cô nói mấy câu này với cả hai người nhưng lộn xộn, không minh bạch. Người đàn bà dưới cửa sổ bật tiếng rên rồi nói, ta không muốn cho thằng lòi đó cứu trợ, vì gã chẳng có bản lãnh gì thì còn cứu ta thế nào được? hiện giờ khí huyết vi tiểu bảo đã lưu thông như thường. Gã cửa mạnh một cái, rồi lại thoá mà, còn đợi thối tha kia. Lão gia không đủ bản lãnh để cứu ngươn ư. Bất quá ngươi là một tên tiểu nha đầu hạng chín. Hừ, lão gia chỉ đưa một ngón tay út ra là con mẹ nó. Cứu được hai ba mươi tên, bảy tám chục tên. Lúc này ở đằng xa lại vang lên những tiếng hô, bắt thích khách. Bắt thích khách, tiểu quận chúa trong bụng rất đỗi hoang mang miệng lắp bắp người mau cứu sư tỷ ta đi ta hô luôn ba câu hảo ca ca hảo ca ca hảo ca ca lúc trước vì tiểu bảo dục mãi cô không chịu hô ba tiếng này nhưng hiện giờ cô thấy cứu người là gấp liền hô luôn mấy câu vì tiểu bảo cao hứng cười ha hả hỏi hảo muội 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 muốn ca ca làm gì tiểu quận chúa đỏ mặt lên đáp ta yêu cầu ngươi cứu thoát sư tỷ ta người đàn bà dưới cửa sổ gắng gượng lên giọng quật cường nói, tiểu quận chúa, đừng năn nỉ gã vô ích, thằng lòi này ốc chưa lo nổi mình ốc thì còn nói gì đến chuyện cứu ai nữa. Vì tiểu bảo nói, hừ, ta nể mặt hảo muội muội của ta mà ta phải cứu ngươi. Hảo muội muội những điều gì chúng ta đã nói thì phải nhớ tới sau này đừng có cãi chối. Ngươi yêu cầu ta cứu sư tỷ những, vậy từ nay ngươi không được đổi giọng, mà vĩnh viễn phải kêu ta bằng hảo ca ca tiểu quận chúa đáp, người muốn ta kêu bằng gì cũng được hảo bá bá hảo thúc thúc hảo công công vì tiểu bảo bật cười ngắt lời ta chỉ làm hảo ca ca của ngươi thôi cho những người kêu ca bằng công công thì chẳng thiếu gì đâu ta có ham tiểu quận chúa nói được rồi ta vĩnh viễn kêu ngươi bằng hảo hảo vì tiểu bảo hỏi gạn hảo cái gì tiểu quận chúa đáp, hảo hảo ca ca cô nói rồi khẻ đẩy lưng vi tiểu bảo một cái vì tiểu bảo nhảy ra ngoài cửa sổ thì thấy một cô gái mình mặc áo đen ngồi co do vào tường. Gã nói, bọn thị vệ trong cung đến bắt ngươi đem chém nát ra như tương làm mắm ăn. Nữ lang nói, ta có cần gì, sẽ có người trả thù cho ta. Vì tiểu bảo nói, con tiểu nha đầu này ăn nói quật cường. Bọn thị vệ chưa giết ngươi ngay đâu. Trước hết chúng còn lột trần chuồng ngươi ra rồi lấy ngươi làm, làm vợ. Nữ lang kia quả nhiên trong lòng hồi hộp không dám bướng nữa liền nói, người chém bản cô nương một đao phứt đi cho rồi. Vì tiểu bảo cười đáp, sao ta lại giết ngươi? Ta cũng muốn lột quần áo ngươi và bắt ngươi làm vợ. Gã nói rồi cúi xuống ôm nữ lang. Nữ lang hốt hoảng vung trường đánh gã một cái bạt tai. Nhưng nàng đang bị trọng thương, bàn tay chẳng có chút kinh lực nào, chỉ phết nhẹ vào mặt vi tiểu bảo một cái. Vì tiểu bảo cười nói, ngươi chưa làm vợ mà đã gãi ngứa cho chồng. Đoạn gã ôm nữ lang chạy vào phòng tiểu quận chúa mừng quá chạy lại ôm nàng đặt lên giường ngoài cửa sổ có tiếng người khẽ nói quế công công cô gái này là tên phản tặc không cứu thị được đâu vì tiểu bảo giật mình kinh hãi cất giọng run run hỏi ngươi ngươi là ai người kia đáp tiểu nhân là thị vệ ở trong cung vì tiểu bảo hiểu ngay là tên thị vệ vừa bị thái hậu đánh cho một trường gã mới bị thương chứ chưa chết nghe tiếng nối nhát gừng ai cũng hiểu thương thế gã rất trầm trọng. Vì tiểu bảo tự nhủ nếu ta đem con nhỏ áo đen này đã ra tất là được công lớn. Nhưng còn tiểu quận chúa thì làm thế nào? Nếu vụ này bị tiết lộ là một mối họa lớn, gã nhảy ra ngoài cửa sổ hỏi, người bị thương rồi ư? Người kia ấp ốm đáp tiểu nhân, trước ngực, vì tiểu bảo cầm gươm trùy thủ đâm vào trước ngực tên thị vệ. Tên thị vệ chết ngay lập tức, hồi 47 tiểu công công dưỡng cợt, giai nhân. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, quanh đây không chừng còn có người bị thương chưa chết. Âu phải tìm giết cho kỳ hết để bịt miệng. Gã liền đi kiếm trong bụi hoa cùng bên tòa núi giả hết một lượt thì thấy dưới đất có tất cả năm xác chết. Ba người là thị vệ trong cung và hai tên thích khách ở ngoài vào. Chúng đều tắt hơi hết cả rồi. Vì tiểu bảo ôm xác chết một tên thích khách đặt lên cửa sổ để quay đầu vào trong, chân hướng ra ngoài đoạn gã cầm gươm chùy thủ đâm vào lưng xác chết mấy cái tiểu quận chúa kinh hãi hỏi y là người trong vương phủ chúng ta đã chết rồi sao ngươi còn đâm y làm chi vì tiểu bảo hừ một tiếng rồi đáp vì ta một cứu con điếm thối tha sư tỉ của ngươi nên ta làm thế này nữ lang kia đang nằm trên giường vội lên tiếng ngươi mới là một đứa thối tha vì tiểu bảo vừa cười vừa hỏi ngươi đã ngửi đâu mà biết ta thối nữ lang đáp trong phòng này toàn một mùi hôi thối vì tiểu bảo cười nói, trong phòng trước vẫn thơm tho, từ lúc ngươi vào mới thành mùi thúi. Tiểu quận chúa vội gạt đi, các người chưa từng quen biết nhau, mới gặp nhau lần đầu đã gây lộn om sòm. Thôi đừng cọ miệng nhau nữa. Sư tỷ, sao sư tỷ lại vào đây? Phải chăng sư tỷ vào, để cứu tiểu muội Nữ lang kia đáp, chúng ta không biết ngươi vào đây, mọi người kiếm không thấy ngươi, liền đoán là ngươi bị, bị bọn thất đát nàng nói tới đây rồi hơi thở không kể tiếp được vì tiểu bảo xen vào đã không đủ hơi sức để nói thì nín đi được không nữ lang kia tức mình đáp ta cứ nói ta cứ nói người làm gì ta vì tiểu bảo nói người có bản lãnh thì nói đi tiểu quận chúa ôn nhu văn nhã thế kia đâu có mồm loa mép dài như hạng bì điếm tiểu quận chúa can ngăn đừng đừng ngươi không biết đó thôi sư tỷ ta là người rất tốt ngươi đừng thoá mà y thì y không tức mình với ngươi. Sư tỷ ơi, sư tỷ bị thương chỗ nào? Thương thế có nặng lắm không? Nữ lang chưa kịp đáp, vì tiểu bảo đã cướp lời, bản lãnh thị kém cỏi lại không biết tự lượng, sấn vào công một cách càn rỡ thì dĩ nhiên là bị thương rất nặng. Ta xem trừng thị không sống nổi ba giờ nữa, chỉ đến sáng là về trầu trời. Tiểu quận chúa ngập ngừng nói, không có đâu, hào, hảo ca ca, nghĩ cách gì cứu cho sư tỷ đi. Nữ lang kia tức giận nói, chẳng thà ta chết còn hơn chứ không thèm cầu gã cứu. Tiểu quận chúa, thằng lòi này là đứa lẻo mép, sao tiểu quận chúa lại kêu gã, kêu gã như vậy? Vì tiểu bảo hỏi, kêu ta bằng gì? Nữ lang kia không mắc hợm liền đáp, kêu ngươi bằng con khỉ. Vì tiểu bảo cười nói, ta là con khỉ ông, ngươi là con khỉ bà. Về chuyện đối điều với đàn bà con gái, gã ở lệ xuân viện đã được, rèn luyện lâu ngày và trải qua biết bao nhiêu trận lớn. Khi nào gã chịu thua ai, nữ lang nghe vi tiểu bảo nói toàn những câu thô bỉ, vô loại liền không ngó đến gã nữa mà chỉ nằm thở hồng hộc. Vi tiểu bảo cầm cây đèn nến trên bàn dơ lên nói để ta coi xem thị bị thương chỗ nào. Nữ lang la lên ta không cần, đừng nhìn ta, đừng nhìn ta, vi tiểu bảo quát đừng lớn tiếng, người muốn người ta bắt ngươi đem đi làm vợ chăng gã soi đèn gần vào thì thấy nưa mặt nữ lang nhuộm đầy máu tươi. Nàng lối 17, 18 tuổi, khuôn mặt trái xoan, dùng mạo cực kỳ xinh đẹp, vì tiểu bảo không nhịn được cất tiếng khen té ra con điếm thối tha này là một mỹ nhân. Tiểu quận chúa lại can ngăn, người đừng mắng nhiếc sư tỷ ta. Y vốn là người đẹp, vì tiểu bảo nói, vậy ta phải nhất định lấy thị làm vợ. Nữ lang kinh hãi muốn cựa quậy ngồi dậy đánh vi tiểu bảo, nhưng nàng vừa nghiêng mình đã ối lên một tiếng rồi lại té xuống giường vì tiểu bảo dĩ nhiên hiểu về chuyện nam nữ rất sớm nhưng tuy gã nói bắt thị làm vợ hay gì gì mà vẫn không đụng lòng sắc dục có điều bản tính gã thích diễu cợt gã thấy nữ lang nghe mình bảo bắt nàng làm vợ khiến nàng rất đỗi bồn chồn liền trêu ghẹo không ngừng nhăn nhở cười hỏi ngươi làm gì mà nóng thế chưa bái đường thì đã thành phu thê thế nào được trời ơi vết thương ngươi vẫn chảy máu làm ô uế cả giường ta. Áo nữ lang máu tươi vẫn ứa ra không ngớt đủ tỏ thương thế nàng khá nặng. Bỗng nghe tiếng bước chân người chạy nhộn nhịp, lại có tiếng gọi, quế công công, quế công công, công công, công, công không việc gì chứ. Nguyên bọn thị vệ trong cung đánh lui bọn thích khách, bảo vệ hoàng thượng, thái hậu, cùng những phi tần địa vị cao hơn rồi đến những thái giám có chức nghiệp. Vì tiểu bảo là một tên thái giám hầu cận hoàng đế dĩ nhiên mười mấy tên thị vệ chạy đến để tấn công. vì tiểu bảo dục tiểu quận chúa lên giường đi. đoạn gã kéo chăn bông đắp kín lên hai người, buông màn xong hô các ngươi lại đây mong. ở đây có thích khách. nữ lang sợ hãi vô cùng, nhưng mình bị trọng thương thì còn cục cựa thế nào được. tiểu quận chúa vội nói người đừng lên tiếng và đừng kêu người đến bắt sư tỷ ta. vì tiểu bảo hỏi thị không chịu làm vợ ta, sao ta phải nể thị. Gã vừa nói dứt lời thì mười mấy tên thị vệ đã chạy đến trước cửa sổ. Bỗng một tên la lên, úi theo, ở đây có thích khách. Vì tiểu bảo cười đáp, các người bất tất phải hoang mang. Tên này muốn mò vào phòng ta nhưng bị ta phóng đao phát lạc xong rồi. Bọn thị vệ giơ đuốc lên soi quả thấy trên lưng người này có mấy vết thương. Áo quần và cửa sổ hãy còn huyết tích. Một tên khác nói, Quế Công Công phải một phen kinh hãi. Một tên khác cãi, làm sao Quế Công Công phải kinh hãi. Quế công công võ công chắc tuyệt, chỉ cất tay một cái là giết chết được thích khách. Nếu còn mấy tên nữa đến tất cũng bị giết, bọn thị vệ hùa nhau tâng bốc, tán dương vi tiểu bảo giỏi giang, đêm nay lại lập công lớn. Vi tiểu bảo cười nói có gì đáng công lao đâu, tên thích khách lạ này đã bị thương rồi, giết gã chẳng khó khăn gì. Một tên thị vệ thở dài nói thì lão lục và hùng lão nhị chết về phận sự, bọn thích khách này thật hung ác. Vì tiểu bảo nói, các vị đi bảo vệ hoàng thượng là điều khẩn yếu. Ta ở đây không sao cả. Một tên nói, trước tầm cung của hoàng thượng đã có hơn 200 người canh gác. Bọn thích khách tên nào chết đã chết rồi, tên nào trốn đã trốn rồi. Trong cung trở lại yên tĩnh, vì tiểu bảo nói, anh em thị vệ bỏ mình vì chức vụ, chúng ta phải mai táng tâu xin hoàng thượng ban phủ tuất cho. Các anh em vất vả đêm nay tất được hoàng thượng trọng thương bọn thị vệ càng mừng ngỏ ý cảm ơn vì tiểu bảo tự nhủ mình không mất tiền tội gì chẳng xin cho họ gã liền nói tên họ các vị ta không nhớ rõ vậy các vị báo danh đi nếu hoàng thượng hỏi đến những ai đã gắng sức đêm nay ta biết chừng mà nhắc dùng bọn thị vệ càng mừng rỡ hơn vội báo họ tên vì tiểu bảo trí nhớ rất hay mười mấy họ tên mà gã chỉ nghe qua một lượt đã ghi nhận được không chật một ai gã nói, các vị lại đi tuần khắp nơi, không chừng còn có thích khách ẩn nấp trong bóng tối và những nơi hiu quạnh. Nếu bắt sống được đàn ông thì khảo đà thật kỹ, đàn bà thì lột trần quần áo bắt làm vợ. Bọn thị vệ liền nổi lên chàng cười ha ha, vâng dạ luôn miệng. Vì tiểu bảo lại bảo chúng khiêng xác chết này đi, bọn thị vệ vâng lời, vấn an rồi khiêng xác chết đem đi. Vì tiểu bảo đóng cửa sổ lại, xoay mình trở vào móc màn lên rồi mở chăn ra. Tiểu quận chúa cười nói, người thật tệ quá, làm chúng ta sợ hết hồn. Trời ơi, cô chợt thấy chăn đệm toàn những máu tươi mà sư tỷ cô sắc mặt lợt lạt, hơi thở yếu ớt, nên bật tiếng la hoàng. Vì tiểu bảo hỏi, y bị thương chỗ nào? Phải cầm máu cho y mau. Nữ lang kia lên tiếng, ngươi, ngươi đi đi. Tiểu quận chúa, ta, bị thương ở ngực. Vì tiểu bảo muốn nói mấy câu đùa cợt, nhưng thấy máu ra nhiều quá sợ nàng bị thương nặng mà chết liền quay ra chỗ khác nói vết thương chảy máu hay gì mà coi ngươi có phải là tấm gương trong đâu mà ngươi thích ta nhìn vào tiểu quận chúa ngươi có đem thuốc giấu không tiểu quận chúa đáp ta không có đâu vì tiểu bảo lại hỏi còn con điếm thối tha kia bên mình ngươi có thuốc không nữ lang đáp không có ngươi mới là đứa thối tha bỗng nghe tiếng sột soạt tiểu quận chúa đã cởi áo nữ lang cô bỗng la hoảng trời ơi làm thế nào bây giờ vì tiểu bảo quay đầu nhìn lại thấy phía dưới nhụ phong bên mặt có vết thương dài đến hai tấc máu tươi vẫn ứa ra không ngớt tiểu quận chúa còn nhỏ tuổi chưa biết gì cô cuống lên khóc nói ngươi ngươi mau cứu sư tỷ ta nữ lang vừa kinh hãi vừa hổ thẹn nói đừng cho gã coi vì tiểu bảo đáp hư ta không thèm đâu gã thấy máu vẫn chảy hoài Liếc mắt nhìn vào trong nhà kiếm chút bông nhét vào vết thương. Gã lại ngó thấy trong bát thuốc còn đựng đến quá nửa bột hạt sen hòa với đường mật và chân trâu thì cả mừng nói đây là một thứ linh đan rượu dược chuyên để cầm máu. Gã bốc một nắm bôi vào vết thương trước ngực nữ lang. Thứ bột này có mật, sức dính dết mạnh nên chát vào vết thương máu ngừng chảy ngay. Vì tiểu bảo vết cả bát hồ đắp lên vết thương, tay gã còn dính đầy đường mật, gã thấy đầu nhụ phong nữ lang rung động tính tinh nghịch lại nổi lên không kiềm chế được, liền chát tay vào nhụ phong. Nữ lang tức quá cơ hồ ngất đi, nàng la lên, tiểu, tiểu quận chúa, giết gã, đi cho ta, tiểu quận chúa đáp, sư tỷ, sư tỷ hãy nằm yên, để gã trị thương cho. Nữ lang tức giận cơ hồ ngất đi mà chẳng làm thế nào được. Vì tiểu bảo xúi dục tiểu quận chúa, người điểm huyệt thị lệ đi. Đừng để thị nói năng và cử động càn rỡ không thì máu chảy hoài và nguy đến tính mạng. Tiểu quận chúa đã phải rồi, cô điểm vào mấy chỗ huyệt đảo ở nơi bụng, dưới nách và trên đùi nữ lang. Miệng cô khuyên rỗ, sư tỷ chớ có cử động, lúc này chỗ xương đùi gãy của tiểu quận chúa cũng đau đớn phi thường. Cô không nhẫn lại được, nước mắt trào ra, vì tiểu bảo nói, cả người cũng nằm yên đừng cử động. Gã còn nhớ thuở nhỏ ở Dương Châu đánh vật với bạn bè có người bị té gãy xương tay rồi thầy lang lấy hai mảnh tre buộc chặt cánh tay bị gãy, bên ngoài dịch thuốc giống. Gã cũng tháo hai chân ghế ra buộc vào hai bên đùi gãy của tiểu quận chúa rồi tự hỏi, bây giờ ta đi đâu để kiếm thuốc trị thương? Gã ngẫm nghĩ một lúc có chủ ý rồi nhìn tiểu quận chúa nói, các ngươi nằm yên trên giường và phải nhớ luôn đừng có lên tiếng. Đoạn gã buông màn thổi tắt đèn đi, rút then mở cửa tiểu quận chúa vội hỏi, ngươi, đi đâu thế? Vì tiểu bảo đáp ta đi lấy thuốc chữa đùi cho ngươi. Tiểu quận chúa dặn, ngươi đi mau rồi trở về cho lẻ. Vì tiểu bảo đáp phải rồi, gã nghe học nói của tiểu quận chúa đầy vẻ trông cậy vào mình thì rất lấy làm đắc ý. Gã xoay tay khép cửa lại toan đi, nhưng nghĩ lại cảm thấy có điều không ổn liền đầy cửa tiến vào. Gã đóng cửa cài then rồi nhảy qua cửa sổ ra ngoài xong khép lại gã cho là mình làm như vậy thì ở trong cung trừ thái hậu và hoàng thượng không còn ai dám thiện tiện tiến vào phòng gã nữa. Vì tiểu bảo đi được hơn chục bước, thấy sau lưng ngâm ngầm đau thì nghĩ bụng, mụ hoàng thái hậu đi điếm hạ độc thủ đánh lão gia. Nếu lão gia còn nấn ná ở lại trong cung mãi thì sớm muộn gì cũng có ngày mất mạng, vậy phải từng cách chuồn đi sớm là hơn. Vì tiểu bảo chạy về chỗ có ánh lửa đến chỗ mấy tên thị vệ đang đi tuần. Bọn thị vệ thấy gã đến liền chạy lại ninh tiếp. Vì tiểu bào hỏi có bao nhiêu anh em thị vệ bị thương ở trong cung. Một tên đáp bẩm công công, có 7, 8 người bị trọng thương và 14, 15 người bị thương nhẹ. Vì tiểu bào hỏi, họ trị thương ở đâu? Ta muốn ghé thăm họ. Bọn thị vệ đồng thanh nói, công công có giả quan hoài đến anh em thị vệ khiến mọi người ai cũng cảm kích. Hai tên dẫn vi tiểu bào đến chỗ ở của bọn thị vệ quả nhiên thấy hai chục tên bị thương nằm trên chóng mây trong tòa nhà đại sành. Bốn viên thái y đang chật vật chữa thương cho chúng, vì tiểu bảo tiến vào thăm hỏi, gã không ngớt tán dương tinh thần anh dũng của mọi người đành giết bên địch để bảo vệ hoàng thượng, không nghĩ gì đến thân mình, tinh thần hy sinh rất cao cả. Gã hỏi tên họ từng người bị thương, bọn thị vệ nghe gã nói phấn khởi tinh thần, tưởng chừng không còn đớn đau gì nữa vì tiểu bảo lại hỏi bọn phản tặc đó ở đâu đến phải chăng chúng là dư đảng của ngao bái một tên thị vệ đáp dường như chúng đều là người hán nhưng không hiểu có bắt sống được tên nào không vì tiểu bảo hỏi han bọn thị vệ về tình hình chiến đấu với thích khách nhưng mắt gã đặc biệt lưu ý đến bọn thái y dùng thuốc trị thương bọn thị vệ nếu không bị ngoại thương về gươm đao thì bị nội thương vì quyền trường cũng có kẻ xương gãy gân bong vì tiểu bảo nói, bên mình tại hạ tường cũng nên chữ một ít lương dược này để đề phòng anh em thị vệ trong cung bị thương mà không kịp chịu các vị thái y. Tại hạ có thể cấp thời điều trị cho họ. Cha, bọn thích khách này thật là cùng hung cực ác, to gan lớn mật. Bữa nay chưa quét hết được bọn chúng thì khó mà giữ được sau này chúng không trở lại. Mấy tên thị vệ đồng thanh nói, Quế Công Công nghĩ đến anh em thị vệ một cách rất chu đáo vì tiểu bảo dặn bọn thái y gói các thư thuốc cho mình mỗi thứ một ít. Gã còn hỏi cách trị bệnh trong uống ngoài thoa thế nào rồi cất thuốc vào bọc. Sau gã lại ủy lão, tán dương mọi người một hồi rồi mới bỏ đi. Dù sao kiến thức gã cũng còn ấu trĩ, ăn nói lộn xộn, không đắc thể như người lớn. Những câu khoa trương hoặc an ủi thường pha những tiếng thô bị tục tằn ở nơi đầu đường xó chợ vào. May mà bọn thị vệ vốn là hàng võ biển thô lỗ nên đối với những danh từ, tổ bà nó, ông cha 18 đời, chúng nghe đã quen tai, chẳng lấy gì làm quan trọng. Hơn nữa chúng bị thích khách đà thương, tự biết mình nghệ thuật kém cỏi, rất đỗi buồn rầu chán nản, mà bây giờ đột nhiên được Quế Công Công khen ngợi, cổ võ tinh thần hy sinh chẳng khác gì được Đức Hoàng Thượng Truyền chỉ ban ơn, dù có bị gã thoá mạ một phen, trong lòng cũng vẫn lấy làm sung sướng. Huống chi vi tiểu bảo lại tán thưởng không hết lời. Bọn thị vệ hê thầy trong lòng khoan khoái Tự hận mình vết thương không rộng thêm mấy tấc Vì tiểu bảo về đến phòng mình đứng ngoài cửa sổ lắng tay nghe ngóng một hồi không thấy động tĩnh gì mới khẽ lên tiếng Tiểu quận chúa L ta đã về đây hồ gã sợ mình chuồn ngay vào phòng bị nữ lang kia chém một đao hay đâm một kiếm Nên phải lên tiếng trước Tiểu quận chúa cả mừng đáp Ồ, chúng ta đợi ngươi lâu quá rồi Vì tiểu bảo nhảy vào phòng, đóng cửa sổ lại, thắp đèn lên mở màn ra thấy hai người vẫn nằm song song. Mục quang của nữ lang vừa chạm vào mặt vi tiểu bảo liền nhắm lại ngay. Tiểu quận chúa vẫn dương cặp mắt trong suốt nhìn gã ra chiều cảm kích. Vi tiểu bảo nói, tiểu quận chúa, để ta buộc thuốc cho ngươi. Tiểu quận chúa đã không, hãy trị thương cho sư tỷ ta trước. Ngươi đưa thuốc cho ta để ta buộc vết thương cho y. Vì tiểu bảo hỏi, sao ngươi lại không hô một câu cho ta vui lòng? Tiểu quận chúa hỏi lại, tên họ ngươi là gì? ta nghe bọn họ kêu ngươi bằng Quế Công Công, vì tiểu bảo ngắt lời, danh từ Quế Công Công là để người ta xưng hô, người kêu ta bằng gì. Tiểu quận chúa nhắm mắt lại khẽ đáp, ta hô ngươi ở trong lòng bằng, hảo ca ca là đủ rồi, ngoài miệng xưng hô như thế mãi không, không tốt, vì tiểu bảo nói, được rồi, chúng ta đã hiểu nhau, vậy khi có người ngoài ta kêu ngươi bằng tiểu quận chúa, còn ngươi kêu ta bằng quế đại ca. Lúc không có ai ta hô ngươi bằng hảo muội tử người hô ta là hảo ca ca tiểu quận chúa chưa trả lời thì nữ lang đã trợn mà lên nòi tiểu quận chúa l gã hư đốn kia muốn vành cạnh ngươi đó người chớ nghe lời gã vì tiểu bảo hỏi hư ta có bảo ngươi hô đâu mà ngươi rắc rối người có hô ta bằng hảo ca ca ta cũng không thích tiểu quận chúa hỏi vậy ngươi muốn y kêu bằng gì vì tiểu bảo cười đáp ta muốn thị kêu ta bằng hảo lang quân hay thân ái lang quân Nữ lang đỏ mặt lên khinh khỉnh đáp, người muốn làm lang quân thì hãy chờ kiếp sau đầu thai vào nơi khác. Tiểu quận chúa can, thôi thôi, hai người đã không phải là oan gia kiếp trước mà sao hê thấy mặt nhau là gây lộn. Quế để ca, đại ca lấy thuốc cho tiểu muội vì tiểu bảo nói, ta hãy buộc thuốc cho muội muội trước. Gã mở chân, săn ống quần tiểu quận chúa lên, dịt thuốc vào chỗ xương gãy tiểu quận chúa nói, đa tạ đại ca, cô nói bằng một giọng rất thành thực. Vì tiểu bảo hỏi, mụ vợ ta tên họ là gì? Tiểu quận chúa sừng sốt hỏi, vợ đại ca ư? Cô thấy vì tiểu bảo chó miệng về phía nữ lang biểu môi liền cười nói, đại ca chỉ thích nói giỡn. Sư tỷ của tiểu muội họ phương tên gọi, nữ lang kia vội chặn lời, đừng nói cho gã biết. Vì tiểu bảo nghe nữ lang họ Phương liền nhớ tới ngày trước ở trên đường Tô Bắc đã gặp một trai, một gái họ Phương ở Mộc Vương Phù. Mao thập bát sợ hết hồn cầm roi ngựa quất túi bụi, khiến gã toàn thân máu chảy đầm đìa. Nhưng nữ lang này so với cô kia còn nhỏ hơn mấy tuổi. Vì tiểu bảo nói, thì họ Phương thì dĩ nhiên là ta biết. Ta còn có một vị đại di tử và một vị đại cử tử. Tiểu quận chúa lấy làm kỳ hỏi, sao lại đại cử với đại di? Vì tiểu bảo đáp thì còn có một cô chị và một cậu anh phải không? Nên ta kêu bằng đại di tử và đại cử tử tiểu quận chúa vẫn chưa hiểu, lấy làm kỳ nói, té ra hai vị là chỗ thân thích, cô hãy còn ngây thơ chất phác, không hiểu vi tiểu bảo muốn nói đại cửu tử, đại di tử là anh chị của người vợ. Nữ lang gạt đi, tiểu quận chúa, đừng nói với gã, thằng lòi này hư đốn lắm, gã không phải là thân thích gì ta đâu, kẻ nào thân thích với gã thì thật vô phước. Vì tiểu bảo cười khanh khách lấy thuốc buộc cho tiểu quận chúa rồi ghé miệng vào bên tai cô khẽ nói, hảo muội tử tên thị là gì nói nhỏ cho đại ca nghe. Nhưng hai người nằm cạnh nhau nên vi tiểu bảo, tuy nói rất khẽ, cũng bị nữ lang nghe tiếng. Nàng vội ngăn tiểu quận chúa, đừng nói, vi tiểu bảo cười đáp, không nói cũng được, nhưng phải hôn hai bên má ta hai cái. Người muốn hôn hay muốn nói tên, nữ lang không cử động được bị gã trêu tức đến mất người. Mày ở chỗ một là gã còn nhỏ tuổi, hai là vừa nghe bọn thị vệ xưng hô biết gã là một tên thái giám bất quá chỉ nói càn nói dỡ ở ngoài miệng chứ không thể có hành vi phi lễ một cách chân chính nên trong lòng nàng cũng không đến nỗi sợ hãi. Nàng thấy vi tiểu bảo giã ghé mặt vào gần hiển nhiên chờ đợi cái hôn, vội nói, được rồi, được rồi, tiểu quận chúa hãy nói tên cho gã tiểu quỷ này nghe. Hồi 48, vì tiểu bảo ba phen gặp nạn, tiểu quận chúa cười nói, sư tỷ của tiểu muội họ phương tên gì, chữ gì một bên chữ tâm và một bên chữ thái vì tiểu bảo chẳng biết chữ gì viết thế nào, cũng gật đầu nói, hư. Cái tên này nghe hung hăng, chẳng hay ho gì hết. Tiểu quận chúa, tên họ ngươi là gì? Tiểu quận chúa đáp tiểu muội là mộc kiếm bình, chữ bình là bình phong chứ không phải bình là bèo. Vì tiểu bảo nói, cái tên này nghe được đây, nhưng không phải là hạng nhất. Phương Di hỏi, tên ngươi là đệ nhất, vậy, tôn tính đại danh, không hiểu nó hay ho ở chỗ nào? vì tiểu bảo trương hưng nghĩ thầm ta không thể đưa tên thật ra được mà cái tên tiểu quế tử dường như không có gì bảnh bao gã nghĩ vậy liền đáp ta họ ngô chữ ngô là ta vì ta làm thái giám ở trong cung nên mọi người kêu bằng ngô lão công ngô lão công còn có nghĩa là chồng ta phương di cười lạt nhắc lại ngô lão công ngô lão công cái tên này nàng nói tới đây chợt tỉnh ngộ biết mình mắc hợm liền hừ một tiếng nói láo nói láo tiểu quận chúa mộc kiếm bình nói đại ca lại gạt rồi tiểu muội nghe người ta kêu đại ca bằng quế công công chứ không phải họ ngô vì tiểu bảo đáp đàn ông kêu ta bằng quế công công đàn bà kêu bằng ngô lão công phương di nói ta biết tên ngươi là gì rồi vì tiểu bảo giật mình kinh hãi nói sao ngươi lại biết phương di đáp ta biết ngươi họ hồ tên thuyết tự là bát đạo hồ thuyết bát đạo nghĩa là nói nhăng nói cạn Phương Di có ý sỏ xiên vi tiểu bảo. vì tiểu bảo nổi lên chàng cười khanh khách. Gã thấy Phương Di nói một lúc rồi lại thở hồng hộc liền bảo tiểu quận chúa. Hảo muội tử, người diệt thuốc cho thị đi, không thì thị đau đến chết mất. Ngô lão công này chỉ có một cô vợ đó, thị mà chết thì ta khó lấy được người thứ hai. Mục kiếm bình nói, sư tỷ bảo đại ca nói nhăng nói càn quả là không sai. Cô nói rồi buông màn, mở chăn diệt thuốc cho Phương Di và hỏi, Quế đại ca, lúc trước đại ca diệt thuốc cầm máu gì vậy? Vì tiểu bảo hỏi lại, máu đã hết chảy chưa? Mộc kiếm bình đáp, hết chảy rồi, nguyên mật cũng đủ cầm máu vì nó dính chặt vào miệng vết thương, dĩ nhiên máu không chảy ra được. Còn bột đậu, bột hạt sen tuy không phải là thuốc nhưng đắp vào vết thương cũng ngăn được máu chảy. Vì tiểu bảo cả mừng nói, thứ linh đan rượu dược đó hiệu nghiệm hơn cả tiên đan của Bồ Tát tiểu muội tin rồi chứ chỉ đáng tiếc là trong đó có nhiều bột chân trâu mà đổ vào trước ngực thị thì sau này khỏi rồi trước ngực thị dù có đẹp đến nguyệt thẹn hoa nhường cũng không ai nhìn thấy mộc kiếm bình cười hích hích nói đại ca nói nghe thú quá vì tiểu bảo nói muội muội lấy chút linh dược chỉ huyết khẽ bôi vào rồi hãy dịp thuốc trị thương lên trên mộc kiếm bình gật đầu giữa lúc ấy bỗng nghe ngoài cửa có người chạy đến hỏi quế công 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 đã ngủ chưa vì tiểu bảo đã ngủ rồi ai đó có việc gì sáng mai sẽ tính người ngoài cửa nói hạ quan là thụy đống vì tiểu bảo giật mình kinh hãi nói ủa té ra là thụy tổng quản có việc gì vậy nguyện thụy đống là ngự tiền thị vệ phó tổng quản vì tiểu bảo ngày thường nói chuyện với bọn thị vệ ai cũng khen thụy phó tổng quản võ công cao cường y là một nhân vật xuất sắc trong đội thị vệ nhưng gần đây y thường phục vụ ở ngoài nên vi tiểu bảo chưa được gặp qua. Thụy đống đá, hạ quan có việc gấp làm kinh động quế công công và anh công công, muốn cùng công công thương nghị. Vì tiểu bảo có tật giật mình, tự hỏi nửa đêm hắn còn đến phòng mình làm gì, chắc là hắn biết trong phòng ta có dấu thích khách nên đến sục tìm. Biết làm thế nào bây giờ, nếu ta không mở cửa hắn cũng sấn vào mà hai con đợi thối tha này đều bị thương, muốn trốn cũng không kịp. Ta đành tùy cơ ứng biến ta nghe tiếng bước chân dường như chỉ có mình hắn, vậy ta lừa lúc hắn không kịp đề phòng hạ thủ giết quách đi, trần chờ được lúc nào hay lúc ấy. Thụy Đống lại nói, việc này rất quan trọng, nếu không đã chẳng dám đến quấy nhiễu giấc ngủ của công công. Vì tiểu bảo đã được rồi, để tại hạ ra mở cửa, gã thỏ đầu vào màn khẽ dặn, chớ có lên tiếng, rồi chạy ra cửa phòng, đánh liều mở cửa ra thì thấy một đại hán thân thể cao lớn đứng sừng sững trước cửa đại hán cao hơn gã cả một cái đầu. Thụy đống chắp tay nói, hạ quan đến quấy nhiễu, xin công công tha lỗi, vì tiểu bảo đã không dám, không dám, rồi gã ngừng đầu nhìn mặt đối phương. Vì tiểu bảo thấy nét mặt thụy đống chẳng vui tươi, cũng chẳng giận dữ, nên khó mà đoán được tâm ý của hắn. Gã hỏi, thùy hiểm quản có việc chi cần kíp, gã không dám mời khách vào nhà, vì sợ hắn phát giác ra tiểu quận chúa và phương di thuy đứng đáp hạ quan vâng ý chỉ thái hậu ngài nói bọn thích khách vào cung đêm nay là do quế công công dẫn tới vì tiểu bảo vừa nghe nói bốn chữ ý chỉ thái hậu đã biết là nguy rồi liền nói sao lại có chuyện lạ thế được vừa rồi tại hạ đến thỉnh an hoàng thượng lại nghe ngài bảo tên nô tài thụy đống thật là lớn mật gã vừa về tới cung hừ hừ thụy đống giật mình kinh hãi nguyên hắn vâng mệnh thái hậu bà nói là bọn thích khách vào cung đêm nay để ngấm ngầm cấu kết với tiểu quế tử và phải lập tức giết gã đi bây giờ hắn không hiểu sao hoàng thượng lại nói vậy và sợ toát mồ hôi hắn còn biết tiểu quế tử là tên thái giám thân tín của hoàng thượng hắn cũng hơi tin lời vi tiểu bảo vội hỏi lại hoàng thượng còn nói gì nữa vi tiểu bảo bịa chuyện nói nhăng nói càn cốt để kéo dài thời gian đặng nghĩ cách đào tẩu cho thoát thân gã thấy vừa nói một câu đã dụ được đối phương mắc bẫy liền đáp hoàng thượng dặn tại hạ sáng sớm mai ngươi phải lập tức hỏi dò bọn thị vệ xem tên nô tài thụy đống đã vâng lời sai khiến của ai ngấm ngầm đưa thích khách vào cung đồng thời ngươi phải điều tra xem gã có âm mưu gì đồng đảng của gã còn những ai nữa thụy đống giật mình kinh hãi lắp bắp hỏi hoàng hoàng thượng bảo sao ngài bảo hạ quan cấu kết với thích khách đưa vào cung ư không hiểu tên gian đồ nào đã đặt điều vô hãm hạ quan tâu lên hoàng thượng như vậy. Họ làm thế, khá chẳng để hạ quan phải chịu tội oan tày đình ư. Tùy hắn võ nghệ cao cường lại là người rất tinh tế, nhưng đột nhiên phải gánh tội toàn gia chu lục thì làm sao mà không hoang mang dược. Vì tiểu bảo nói, hoàng thượng đã căn dặn tại hạ phải ngấm ngầm điều tra. Ngài còn phán, tên nô tài đó mà nghe phong phanh thấy vụ này tất đến giết người đó. Người phải cẩn thận lắm mới được gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp tại hạ liền tâu xin thánh thượng vạn an tên nô tài thủy đống dù lớn mật đến đâu cũng chẳng dám đến hành hung giết người ở trong cung thủy đống hỏi quế công công tâu vậy thì hoàng thượng phán thế nào vì tiểu bảo đáp hoàng thượng phán hừ, cái đó chưa chắc đâu hắn đã có gan dám dẫn thích khách vào cung toan hành động bất lợi đến mình trẫm thì còn việc gì gã không dám làm thủy đống nói ngay quế công công nói bậy hạ quan không cấu kết, dẫn dụ thích khách vào cung. Hoàng thượng, có bao giờ làm tội oan người tốt? Vì tiểu bảo nghĩ bụng ta phải đến cáo số tên này với hoàng thượng trước để giữ mình qua khỏi đê ru này, chờ lúc trời sáng sẽ trốn ra khỏi hoàng cung. Nhưng còn tiểu quận chúa và phương di thì làm thế nào? Cha, ốc chưa lo nổi mình ốc thì hơi đâu mà lo cho kẻ khác. Ta hãy thoát thân rồi sẽ tính, cần gì phải nghĩ đến tiểu quận chúa với đại quận chúa. Gã nghĩ vậy liền hỏi, nói vậy thì ra bọn thích khách này không phải do Thụy Tổng Quản dẫn vào cung. Thụy đống đáp, dĩ nhiên không phải hạ quan, chính miệng Thái Hậu bảo là công công dẫn chúng vào đó. Vì tiểu bảo nói, nếu vậy thì e rằng cả hai chúng ta đều bị gian nhân vu cáo. Thụy Tổng Quản, Tổng Quản bất tất phải lo âu, tại hạ sẽ biện bạch dùng Tổng Quản trước Long Nhan, vấn đề là ở chỗ đúng không phải Tổng Quản đã cấu kết với thích khách mà thôi. Đức Hoàng Thượng tuy còn nhỏ tuổi nhưng ngài rất anh minh và có ý tín nhiệm tại hạ. Vụ này thế nào rồi cũng điều tra ra được gốc ngọn. Thụy Đống nói, hay lắm, đa tạ quế cước công. Bây giờ công công đi theo hạ quan đến bái kiến Thái Hậu. Nguyên Thái Hậu dặn Thụy Đống Huế gặp tiểu quế tử là phải giết gã liền. Nhưng Thụy Đống biết gã được Hoàng Thượng rất sủng ái không dám hạ sát ngay. Sau khi nghe hắn thuyết một hồi lại càng không dám động thủ. Vì hắn sợ giết vi tiểu bảo rồi mà hoàng thượng vấn tội thì hết đường biện bạch. Vì tiểu bảo đã đang lúc đêm khuya đến bái kiến thái hậu thế nào được. Tại hạ cho là sáng sớm mai mình lên bái kiến hoàng thượng hay hơn. Tại hạ còn sợ ngay bây giờ có người vâng chỉ đến bắt thủy tổng quản. Thủy tổng quản, tại hạ dặn trước nếu bọn thị vệ đến bắt thì tổng quản chớ có kháng cự. Chống lại lệnh hoàng thượng thì chẳng tài nào thoát tội được. Thụy Đống tuy không hoàn toàn tin lời vi tiểu bảo, nhưng hắn gặp đại biến một cách đột ngột, không khỏi ruột rối như mớ bỏng bong. Hắn còn mong vi tiểu bảo biện bạch cho hắn trước mặt hoàng thượng nhưng mệnh lệnh của Thái Hậu cũng cực kỳ nghiêm khắc vì bà đã nói nếu để tiểu quế tử chạy thoát là phạm tội giúp kẻ phản nghịch. Hắn đành định dẫn vi tiểu bảo đến gặp Thái Hậu để phúc bầm. Hắn nghĩ vậy rồi nói hạ quan không phạm tội thì khi nào lại chống đối người đến bắt bây giờ Quế Công Công phải đến bái kiến Thái Hậu mới xong. Vì tiểu bảo nghiêng mình khẽ nói, Thụy Tổng Quản hãy coi kia, người bắt Tổng Quản đã tới đó. Thụy đống sắc mặt tái mét, quay đầu nhìn lại. Vì tiểu bảo liền xoay mình nhảy vào trong phòng. Thụy đống quay lại ngó phía sau không thấy ai liền biết là bị lừa. Hắn tung mình vươn tay chụp lấy sau lưng vi tiểu bảo. Sự thực Thụy Đống bị vi tiểu bảo ham dọa một phen đã sợ bùn rùn cả người giả tỷ gã kiên trì bắt hắn phải đi bệ kiến vua khang hy hắn cũng không dám cưỡng lại nhưng trong phòng vi tiểu bảo lại giấu hai cô gái mà một cô quả là thích khách vào náo loạn trong hoàng cung vi tiểu bảo cho rằng vụ này đã bị bại lộ nên thái hậu vừa rồi đã thân hành đến để giết gã khi nào gã còn dám đi bái kiến vua khang hy để tô bày vi tiểu bảo gạt cho thụy tổng quản ngoảnh đầu nhìn lại phía sau đồng thời gã lập tức chạy vào phòng tính chuyện chuồn cửa sổ khác trốn đi. Gã nghĩ rằng trong vườn chỗ nào cũng có núi giả cùng bụi hoa mà đang lúc đêm tối ẩn nấp thì chưa dễ gì bắt ngay được gã. Không ngờ thân thủ Thụy Đống cực kỳ mau lẻ, vì tiểu bảo vừa chạy đến cửa phòng, Thụy Đống đã rượt tới nơi. Vì tiểu bảo tung mình nhảy lên, chân còn đạp vào khung cửa sổ chưa kịp chuồn vào, Thụy Đống đã phóng trường đánh ra. Một luồng trường phong mãnh liệt xô tới sau lưng gã. Vì tiểu bảo cặp giò nhũn ra té xuống liền. Thụy đống vươn tay trái ra chụp lấy sau lưng vi tiểu bảo. Vì tiểu bảo thi triển cầm nã thủ pháp, vung hai tay hết sức đẩy mạnh, nhưng người gã nhỏ bé, sức lực yếu ớt. Thân hình gã lảo đào té vào lu nước đánh, bõm, một tiếng. Nguyên lu nước này ngày trước hải lão công đặt ở đây để dùng vào việc dưỡng bệnh. Hải lão công chết rồi, vi tiểu bảo vẫn không bảo người khiêng đi thụy đống cười khanh khách thò tay vò lu nhưng chụp vào chỗ không. Nguyên vi tiểu bảo đã ngồi co do dưới đáy lu. Có điều cái lu này chẳng lấy gì làm lớn cho lắm. Thụy đống chụp lần thứ hai túm được cổ áo gã, sách gã lên người ướt đầm đìa. Vì tiểu bảo há miệng phun nước vào mặt thụy đống, đồng thời người gã xô mạnh về phía trước đâm vào lòng đối phương. Tay trái gã ôm cổ hắn, thụy đống bỗng rú lên một tiếng, người hắn run bần bật, bàn tay mặt hắn nắm cổ áo vì tiểu bảo phải từ từ buông ra. Đôi mắt hắn lồi trô chố, vẻ mặt hắn rất đỗi hoang mang kinh hãi, cổ họng hắn khẳng khạc mấy tiếng, dường như hắn muốn nói mà không thốt lên lời. Bỗng nghe đánh, sột, một tiếng, một lưỡi đao rạch từ trước ngực xuống đến bụng dưới thủy đống thành một vệt dài. Thủy đống dương mắt nhìn lên lưỡi đao mà chẳng hiểu lưỡi đao đó ở đâu ra, hắn cũng không biết bàn tay nào đã cầm chuôi đao rạch bụng hắn. Từ ngực xuống bụng Thụy đống máu tươi phun ra ồm ộp, Đột nhiên người Thụy đống ngã ngửa về phía sau, cho đến lúc chết, hắn vẫn không hiểu Vi Tiểu Bảo đã dùng cách gì để hạ sát hắn. Vi Tiểu Bảo bật lên tiếng cười khanh khạch, tay trái gã đón lấy lưỡi chùy thủ, tay mặt từ trong áo trường bào thò ra, nguyên vi Tiểu Bảo rớt vào trong lu nước rồi, lúc gã thu mình lại, đã cầm dao chùy thủ giấu trong áo trường bào, lưỡi đao chìa ra ngoài vì tiểu bảo phun nước vào mặt thụy đống cho hắn không mở mắt được đoạn gã sổ mình về phía trước ôm lấy đối phương thì lưỡi đao chủy thủ sắc bén cắt sắt như cắt bùn đã đâm vào ngực hắn giả tỷ hai bên chiến đấu thực sự thì đến mười gã vi tiểu bảo vị tất đã chống nổi thụy đống nhưng kỳ biến xảy ra trong lúc đột ngột khiến tên phó tổng quản nổi danh lừng lẫy là thụy đống đã bị ám toán vì tiểu bảo cùng thụy đống hai người nhảy sổ vào phòng thế nào phương di và mộc kiếm bình đều đã nhìn rõ nhưng Thụy đống túm Vi Tiểu Bảo ở trong lu nước sách ra rồi bị chết ngay lập tức. Vi Tiểu Bảo đã dùng thủ pháp gì? Cả hai cô Phương, Mộc đều không hiểu được. Vi Tiểu Bảo muốn ba hoa khoác lác mấy câu liền lên tiếng. Ta, ta, vụ này, vụ này. Chỉ nghe thấy thanh âm gã ấm ớ chớ không thốt nên lời. Nguyên gã đánh một đòn ngầm thành công. Khác nào người đã bước vào ngưỡng cửa quỷ môn quan lại được trở về dương thế. Lòng gã cực kỳ hồi hộp tâm thần vô chủ nên nói không ra lời. Mục kiếm bình nói, tạ ơn trời đất, đại ca, giết được tên thát đát rồi. Phương Di cũng lên tiếng, thằng cha thuy đống ngoại hiệu là thiết trường vô địch, đêm nay đã giết chết ba người anh em của Mộc vương phủ chúng ta. Người giết hắn tức là báo thù thay cho chúng ta. Hay lắm, hay lắm, bây giờ vì tiểu bảo đã hơi chấn tĩnh tinh thán, gã lại ba hoa khoác lác, thiết trường vô địch thì thiết trường vô địch chưa địch làm sao lại tiểu quế tử ta đây là cao thủ bậc nhất về võ học tất nhiên phải có chỗ khác người. Gã thò tay vào bọc thủy đống để xem có vật gì không. Gã lấy ra một cuốn sách mỏng toàn chữ nhỏ li ti và mấy đạo công văn. Vì tiểu bảo vốn chẳng biết chữ nghĩa gì liền bỏ cả xuống một bên. Bỗng gã đụng tay vào vật gì cứng rắn giấu ở sau lưng thủy đống. Gã liền dùng đao chùy thủ rạch áo bảo ra thì thấy đây là một gói bọc vải dầu. Liền nói, cái này là bảo bối gì đây mà hắn giấu kỹ thế? vì tiểu bảo lại cắt sợi chỉ khâu ngoài mở bọc ra thì bên trong là một bộ sách. Hộp bọc sách hiển nhiên viết năm chữ, tứ thập nhị chương kính. Vì tiểu bảo la lên, trời ơi, gã vội thò tay vào sau lưng lấy bộ tứ thập nhị chương kinh mà gã đã ăn cắp được ở phủ khang thân vương. May mà gã vừa rớt vào lu nước, thủy đống lập tức túm lấy kéo ra nên mới ướt bìa bọc ngoài chứ chưa thấm vào trong sách. Vì tiểu bảo đặt hai bộ kinh lên bàn thì giống hệt như nhau từ trước đến giờ gã đã được coi năm bộ tứ thập nhị trương kinh hiện ba bộ ở trong tay thái hậu còn gã giữ hai bộ gã nghĩ bụng trong pho kinh này nhất định có nhiều chuyện cổ quái đáng tiếc là mình không biết chữ nếu nhờ tiểu quận chúa và phương cô nương coi dùng là hiểu rõ ngay nhưng làm như vậy há chẳng để chúng coi thường mình gã liền kéo ngăn bàn bỏ hai pho kinh vào đó tiểu quận chúa hỏi đại ca giết được người này rồi e rằng còn kẻ khác đến thì làm thế nào vì tiểu bảo tự nhủ, vừa rồi thái hậu thân hành đến đây giết ta là mụ sợ ta đã biết những điều bí mật của mụ sẽ đem tiết lộ ra ngoài. Sau mụ lại phái thụy đống đến hạ sát ta, còn đồ tội bừa bãi lên đầu ta bảo là cấu kết với bọn thích khách dẫn vào đại náo hoàng cung. Vụ này ta phải hạ thủ trước mới được, chờ đến sáng mai, ta trốn khỏi hoàng cung không trở lại nữa. Đoạn gã nhìn Phương Di nói, ta phải đi phao ngôn thủy đống cấu kết với bọn mộc vương phù. Hảo lão! lão, phương cô nương, gã muốn hô hào lão bà, nhưng thấy cục diện khẩn trương, không tiện đùa cợt để làm lỡ việc lớn, nên mới đổi lại hô phương cô nương. Gã ngừng một chút rồi tiếc đêm nay các cô đến Hoàng Cung là có dụng ý gì? Phương Di đã, người đã là người nhà, ta nói ra cũng không hề chi. Chúng ta giả làm thủ hạ ngô tam quế đi theo con trai hắn là ngô ứng hùng đến Hoàng Cung để hành thích Hoàng đế thát đát. Nếu thành sự là hay quá rồi bằng không cũng khiến cho hoàng đế nổi giận xuống chiếu giết chết Ngô Tam Quế. Vì tiểu bào thở phào một cái hỏi Diệu Kế, chân Diệu Kế, các cô dùng cách gì để hãm hại Ngô Tam Quế? Phương Di đáp, lần áo trong chúng ta đã cố ý lưu lại ký hiệu bộ thuộc trong phủ Bình Tây Vương, cả binh khí, ám khí cũng khắc chữ giống như ở phủ Bình Tây Vương, lại có mấy thứ binh khí trên khắc hàng chữ phủ tổng binh ở Sơn Hải quan nhà Đại Minh. Vì tiểu bảo biết Ngô Tam Quế trước khi đầu hàng nhà Mãn Thanh đã làm tổng binh ở Sơn Hải Quan về triều nhà Minh, liền cười nói, kế này quả nhiên lợi hại. Phương Di nói, chuyến này chúng ta vào cung đã chắc trước có người hy sinh vì nước, địch nhân liền phát giác ra ký hiệu trên áo. Nếu ai bị bắt, ban đầu không chịu cung sưng, chờ cho bọn thắt đát khảo đã chết đi sống lại rồi mới tự thú nhận là tuân lệnh Bình Tây Vương đến đây hành thích hoàng bế chúng ta tiến vào cung rồi liền bỏ khí giới có khắc chữ giải rác khắp nơi. Nếu may mà toàn quân trở về cũng còn lưu lại chứng cứ. Nàng càng nói càng hăng hái, nhưng hơi thở dấn cấp bách, má nàng đỏ bừng lên. Vì tiểu bảo hỏi, thế ra các ngươi vào đây không phải để cứu tiểu quận chúa ư? Phương Di đáp, dĩ nhiên không phải, và là bọn ta đâu phải là thần tiên mà biết dược tiểu quận chúa hiện ở trong cung. Vì tiểu bảo hỏi, bên mình cô có binh khí khắc chữ không? Phương Di đã có, nàng lấy ra một thanh liễu diệp đao, nhưng cánh tay mất sức, không dơ cao lên được. Vi Tiểu Bảo cười nói, may mà ta chưa nằm bên cô không thì bị đâm một đao chết rồi. Phương Di đỏ mặt lên, trợn mắt nhìn Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo đón lấy đao giấu vào sau lưng thi thể Thủy Đống cười nói, ta đi tố cao nói là Thủy Đống cùng về phe với bọn thích khách. Bấy nhiêu là đủ chứng cứ rồi phương di lắc đầu hỏi người thử coi lại xem trên đao khắc những chữ gì vì tiểu bảo hỏi lại khắc chữ gì vậy gã có trông vào cũng chẳng biết nên không thèm trông đến phương di nói trên đao khắc tám chữ đại minh sơn hải quan tổng binh phù thụy đống là người mãn châu chưa từng làm bộ hạ dưới trướng tổng binh ở sơn hải quan nhà đại minh bao giờ vì tiểu bảo ồ một tiếng rồi thu thanh liễu diệp đao về để trên giường hỏi biết để vật gì vào người hắn được bây giờ xoay chuyển ý nghĩ rồi nói, hay lắm rồi, Âu là ta nhét hai chuỗi minh châu, một cặp ngọc kê và mấy tấm ngân phiếu mà Ngô ứng hùng đã tặng cho vào trong bọc của Thụy Đống. Gã biết ngân phiếu này do một tiệm vàng ở Bắc Kinh phát ra. Ngô ứng hùng đã phái người đi mua bạc về, chỉ cần điều tra cửa tiệm phát phiếu là hiểu rõ gốc ngọn ngay. Cách phao tang vật như vậy thật là kín đáo không còn sơ hở chút nào. Vì tiểu bảo quyết định rồi lẩm bẩm ngô thế tử hỡi ngô thế tử lão gia cần phải thoát thân, đành là có điều không phải với thế tử. Vì tiểu bảo ôm xác thụy đống lên toan đi vào trong vườn hoa, nhưng gã mới lê được một bước, bỗng nghe bên ngoài có tiếng mấy người đi tới. Vì tiểu bảo liền nhẹ nhàng đặt thi thể thủy đống xuống để nghe động tĩnh. Hồi 49, bốn công công chết vì tham bạc, bỗng nghe có tiếng người hô thánh thượng xuống chỉ triệu tiểu quế tử lập tức ứng hồng vì tiểu bảo cả mừng nghĩ bụng đêm nay ta đang lo không tìm được cơ hội bái kiến hoàng thượng để tâu trình về vụ lộn xộn này ngờ đâu hoàng thượng lại xuống triệu tuyên chỉ thì còn gì hay bằng xác chết thụy đống đành bò lại vậy không đem ra được trong lòng xoay chuyển ý nghĩ miệng lên tiếng đã xin chờ nô tài mặc áo rồi lập tức ra ngay gã nhẹ nhàng đẩy xác chết thụy đống vào gầm giường rồi giơ tay ra hiệu cho tiểu quận chúa và phương di đừng nhúc nhích và đừng lên tiếng vì tiểu bảo toan bước ra khỏi cửa chợt động tâm tự nhủ con điếm họ phương này không thể tin cậy được biết đâu thì chẳng lấy cắp đồ của mình gã liền cầm hai cuốn võ công đồ phổ và những tập kim phiếu ngân phiếu đốt vào bọc rồi mới tắt đèn bước ra khỏi phòng ngoài cửa phòng đã có bốn tên thái giám đứng đó nhưng toàn là lạ mặt chưa từng quen biết tên thái giám đi đầu cười nói quế công công nửa đêm mà hoàng thượng còn có lệnh triệu công công đủ tỏ ra lượng thánh bao la đối với công công không phải tầm thường. Vì tiểu bảo nói có thích khách lẻn vào cung, tại hạ đương mong được bái kiến hoàng thượng để vấn an long thể, nhưng chưa thấy tuyên triệu, đêm khuya không dám thiện tiện vào kiến giá. Viên thái giám kia nói quế công công tận trung như vậy, trách nào hoàng thượng chẳng thương yêu. Hắn nói rồi xoay mình cất bước đi trước dẫn đường. Vì tiểu bảo ngấm ngầm buồn bực tự hỏi ta làm tổng quản thái giám ở thượng thiện giám chức vị còn cao hơn thằng cha này nhiều mà sao hắn lại được đi trước ta? Hắn đã nhiều tuổi thế này thì chẳng phải là hắn không hiểu phép tắc ở trong cung. Gã nghĩ vậy liền hỏi, quy tính công công là gì? Trước nay tại hạ ít khi được gặp, tên thái giám kia cười đá quế cơ công là đại nhân đường bệ ở trong cung, bọn tại hạ chức phận nhỏ mọn, dĩ nhiên công công không nhận ra được. Vì tiểu bảo nói công công đã được hoàng thượng phái tới kêu tại hạ thì khi nào còn là hạng tiểu giám tâm thương hai người còn đang nói chuyện, bỗng thấy thái giám kia rẽ về hướng đông, mà tẩm cung của hoàng đế lại ở phía đông nam. Vì tiểu bảo liền cười hỏi, công công đi lầm đường rồi phải không? Gã nghĩ bụng, tên thái giám này quả là hồ đồ, thậm chí nẻo đường đến tẩm cung của hoàng thượng hắn cũng đi chật. Thái giám kia đã không lầm đâu, hiện giờ hoàng thượng đang vấn an thái hậu vì ngài sợ mẫu hậu bị kinh động. Bây giờ chúng ta đến tẩm cung của thái hậu. Vì tiểu bảo nghe nói phải đến cung thái hậu thì giật mình kinh hãi liền dừng bước lại. Ba tên thái giám đang đi sau gã, hai tên đột nhiên chia ra đứng hai bên vây gã vào giữa. Vì tiểu bảo càng kinh hãi hơn, la thầm, hỏng bét, hỏng bét, có phải hoàng thượng kêu mình đâu? Hiển nhiên thái hậu cho người đến bắt mình rồi. Tuy gã không biết bốn tên này có hiểu võ công hay không nhưng lấy một trọi bốn nhất định gã không địch nổi. Và lại làm náo loạn lên bọn thị vệ nghe tiếng kéo đến thì chạy đâu cho thoát. Vì tiểu bảo chống ngực đánh hơn chống làng, mà ngoài miệng cười hề hề hỏi, đến tầm cung của Thái Hậu ư, nếu vậy càng hay, mỗi lần Thái Hậu thấy mặt tại hạ thì chẳng cho tiền cũng cho kẹo bánh. Hoàng Thái Hậu đối đãi với bọn nô tài rất tử tế. Ngài thường bảo tại hạ còn trẻ nít, tham ăn, nên ngài ban thưởng rất nhiều. Gã nói rồi theo dãy hành lang thông tới tầm cung của Thái Hậu bốn tên thái giám kia thấy gã lờ mờ không biết liền trở về vị trí một tên đi trước và ba tên đi sau như trước vì tiểu bảo lại nói lần trước tại hạ bái kiến thái hậu thật là hên vận ngài thường cho năm ngàn lạng vàng hai ngàn lạng bạc tại hạ khí lực nhỏ bé yếu đuối thì mang làm sao được hết thái hậu liền bảo không mang được hết thì thùng thẳng đem đi dần dần tiểu quế tử ta ban tiền bạc cho ngươi thì ngươi xài phí bằng cách nào gã ngừng lại một chút rồi tiếp tại hạ liền tâu khải bẩm thái hậu nô tài bản tính thích kết giao bằng hữu trong mình có vàng có bạc thì trong bọn thái giám những ai thân mật với nô tài nô tài cũng tặng cho họ để họ tiêu xài vì tiểu bảo miệng nói ba hoa xích đế mà trong đầu óc vẫn xoay chuyển ý nghĩ tìm kế thoát thân bốn tên thái giám kia nửa tin nửa ngờ một tên đi đằng sau bỗng cất tiếng hỏi sao thái hậu lại ban thưởng nhiều như vậy vì tiểu bảo đáp ha ha ông bạn không tin ư coi đây nè gã rút trong bọc ra một tập lớn vừa kim phiếu vừa ngân phiếu những tấm phiếu này có tám trăm lạng có tấm một ngàn lạng lại có tấm đến hai ngàn lạng dưới ánh đèn lồng bốn tên thái giám ngó thấy mà ngột ngạt cơ hồ hơi thở không thông vì tiểu bảo rút mấy tâm ngân phiếu vừa cười vừa nói hoàng thượng và hoàng thái hậu thỉnh thoảng thưởng vàng bạc cho tại hạ luôn một mình tại hạ tiêu xài thế nào cho hết được Bây giờ tại hạ đưa ra bốn tấm ngân phiếu, có tấm hai ngàn lạng, có tấm một ngàn lạng. Bốn vị huynh đệ thử xem khí vận mình hên hay xui bằng cách mỗi vị rút lấy một tấm. Mấy tên thái giám không tin, bụng bảo giả dù gã có hào phóng đến đâu cũng không thể đem hàng mấy ngàn lạng bạc cho người ta được. Vì tiểu bảo nói, trong mình có nhiều tiền bạc không chỗ tiêu xài lắm lúc cũng bực mình. Bây giờ tiểu đệ bái kiến thái hậu cùng hoàng thượng, không chừng các ngài lại thưởng bạc cho nữa gã vừa nói vừa giơ cao mấy tấm ngân phiếu lên trước gió bay lất phất đồng thời gã liếc mắt nhận định hình thể chung quanh một tên thái giám cười hỏi quế công 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 đem ngân phiếu cho bọn tiểu đệ thật sự hay công công muốn dỡn cợt vì tiểu bảo đáp sao lại có chuyện dỡn cợt những anh em trong thượng tiện giám chẳng ai là không được tại hạ thưởng tiền không một ngàn thì cũng bảy tám trăm các vị hãy lại đây thử vận khí coi vị nào muốn rút trước một tên thái giám cười hề hề nói, để tiểu đệ rút trước. Vì tiểu bảo nói, hãy khoan, các vị hãy coi cho rõ đã. Gã giờ bốn tấm ngân phiếu gần vào ánh đèn. Bốn tên thái giám đều nhìn rõ. Quả nhiên là những tấm ngân phiếu một ngàn và hai ngàn lạng. Tên nào chống ngực cũng đánh thình thình. Nên biết bọn thái giám đã không thể lấy vợ sinh con, lại không được đầu quân, làm quan. Cuộc đời của họ không có lạc thú như người thường chỉ có tiền bạc là món sở thích nhất của bọn chúng bọn thái giám phục vụ ở trong cung nhưng chưa từng được thấy những tấm ngân phiếu hàng ngàn lạng vì tiểu bảo lại giơ tay lên cho ngân phiếu nhảy múa trước gió gã cười nói nào vị đại ca này hãy rút trước đi tên thái giám vươn tay ra rút nhưng ngón tay chưa đụng vào ngân phiếu vì tiểu bảo đã buông tay bốn tấm ngân phiếu bị gió thổi bay lập lờ rồi rớt xuống bụi hoa vì tiểu bảo la lên ô hay sao đại ca không nắm chặt, bây giờ các vị mau mau tranh thủ đi, ai cướp được tấm nào lấy tấm đó, bốn tên thái giám vâng lệnh thái hậu đến phòng vi tiểu bảo. Bà chỉ dặn bọn chúng là hoàng thượng triệu gã đến tầm cung của bà, nếu gã kháng cự thì bắt gã đưa đến. Nguyên thái hậu đã sai Thụy Đống đi hạ sát vi tiểu bảo. Thụy Đống võ công cao cường, lại là người tinh tế, thái hậu chắc hắn làm được ổn thỏa. Nhưng bà lại nghĩ thầm, gã tiểu quế tử rất nhiều quỷ kế chính mình vung trưởng đánh gã còn bị gã ngấm ngầm dựng đao chùy thủ làm cho tay mình bị trọng thương mình còn mắc bẫy gã thì biết đâu thủy đống lại không bị gã lừa gạt nhưng gã đã ở trong cung thì bay lên trời cũng không thoát bà nghĩ thế nên chỉ dặn bốn tên thái giám là đi triệu tiểu quế tử chứ không lộ ra bản ý muốn giết gã bốn tên thái giám chẳng bao giờ vi tiểu bảo giám kháng cự chủ ý của thái hậu vừa rồi chúng vây gã vào giữa chẳng qua là làm bộ tác oai tác phúc mà thôi. Bây giờ chúng nhìn thấy ngân phiếu theo gió bay đi khi nào bỏ qua được. Dĩ nhiên chúng xoay mình rượt theo, vì tiểu bảo vẫn la, bắt lấy cho mau, đừng để bay mất, đoạn gã lún thấp người xuống chuồn vào trong hang núi giả mà gã đã ngó thấy từ trước. Trong ngự hoa viên này đặt rất nhiều núi giả, sơn động quanh co vòng vèo, gã chuồn vào hang núi rồi thì trong lúc nhất thời chưa dễ gì kiếm thấy được bốn tên thái giám đuổi theo ngân phiếu, kẻ trước người sau lượm lấy. Trong bọn này, một người lượm được hai tấm và một người không lượm được tấm nào. Thế là hai người gây lộn, một tên nói ai đoạt được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, ta lượm được hai tấm là về phần ta hết. Tên kia cãi, nói bậy, mỗi người chỉ được một tấm, vậy ngươi phải chia cho ta một tấm, ta chỉ đòi tấm một ngàn lạng cũng được rồi. Tên này không chịu đáp, ngươi nói dễ nghe nhỉ một lạng ta còn không cho huống chi một ngàn lạng. Tên thái giám không lượm được ngân phiếu túm lấy ngực tên này hỏi, ngươi có cho ta một tấm hay không? Nếu ngươi không chịu thì ta đưa ngươi lại xin quế công công sử vụ này. Hắn xoay mình ngó lại không thấy vi tiểu bảo đâu nữa. Bốn tên thái giám giật mình kinh hãi đồng thanh la hoàng. Chúng chia nhau đi tìm các ngà, nhưng một tên không lượm được ngân phiếu vẫn chưa chịu thôi cứ túm chặt lấy áo người đồng bọn đã lượm được hai tấm và nằng nặc đòi chia cho một tấm. Lúc này vì tiểu bào đã chuồn vào sơn động và đi xa đến mười mấy trượng rồi. Gã còn nghe rõ tiếng hai tên thái giám gây lộn và trong bụng không khỏi cười thầm. Gã tự nhủ ta ẩn quanh đây chờ đến lúc trời sáng rồi theo cửa ngách chuồn ra ngoài cung, nhất quyết không bao giờ quay trở lại nữa. Bỗng nghe tiếng bước chân vang lên, mấy người từ mé tây tiến gần lại một người nói, đêm nay trong cung xảy ra vụ thích khách lẻn vào náo loạn. E rằng sáng mai bọn mình tất bị trách phạt, vì tiểu bảo nghe nói biết chúng là bọn thị vệ trong cung. Một người khác nói, chỉ mong sao được Quế Công Công nói mấy câu che chở trước mặt Hoàng thượng thì đỡ quá. Lại một người nữa nói, Quế Bếp Công tuy nhỏ tuổi nhưng khôn ngoan và rất tử tế, thật khó mà kiếm được người như y, vì tiểu bảo cả mừng từ trong hang núi giả chui ra khẽ nói, này các anh em chớ có lên tiếng, hai tên thị vệ cầm đèn lồng đi trước nhận ra gã khẽ hô, quế công công, vì tiểu bảo thấy bọn thị vệ này có đến 15, 16 tên và chính là toán người vừa đến dưới cửa sổ lúc nãy. Gã đã nhớ tên họ chúng liền nói, Trương Đại Ca, Triệu Đại Ca, bên kia có bốn tên thái giám cấu kết với bọn thích khách. Các vị mau bắt lấy chúng, công này không nhỏ đâu, đoạn gã lại gọi tê lờ lêm mấy tên nữa, Vương Đại Ca, Thạch Đại Ca trước hết hãy điểm vào á huyệt bốn tên đó, bằng không thì đấm chẹo quay hàm, đừng để chúng la lối om sòm làm kinh động đến thánh thương. Bọn thị vệ nghe nói là bốn tên thái giám thì không coi vào đâu. Chúng đánh tay ra hiệu, thổi tắt đèn đi cúi thấp người xuống bò dần lại. Bốn tên thái giám thì hai tên ở trong sơn động kiếm vi tiểu bảo, còn hai tên đang tranh chấp ngân phiếu, để hết tâm thần vào công việc của chúng. Bọn thị vệ đứng thành thế bao vây rồi khẽ huyết một tiếng còi bốn mặt tám phương ùa ra, ba bốn tên coi một thái giám giữ chặt lấy chúng để xuống đất bọn thị vệ này võ công tầm thường không biết điểm huyệt. Chúng liền dùng cầm nã thủ pháp hay vung quyền đánh vào quai hàm bốn tên thái giám. Hàm dưới bốn tên này chật khớp, há hốc miệng ra mà chỉ kêu be be mấy tiếng chứ không thốt nên lời. Vì tiểu bảo trỏ vào gian nhà gần đó nói các vị kéo chúng vào trong kia tra khảo, bọn thị vệ liền lôi bốn tên thái giám sành sạch kéo vào xương phòng một tên thị vệ thắp đèn lồng dơ cao lên, vì tiểu bảo ngồi ở giữa nhà, bọn thị vệ kéo bốn tên thái giám đến trước mặt gã và bắt quỳ xuống. bốn tên này vâng lệnh thái hậu đi bắt nhiều, dĩ nhiên chúng không chịu quỳ. bọn thị vệ quyền đấm, chân đá rồi ấn bốn tên thái giám quỳ xuống đất. vì tiểu bảo cất tiếng hỏi, vừa rồi bốn người thập thò lén lút tranh nhau cái gì vậy? các người bảo một ngàn lạng cũng của ta, hai ngàn lạng cũng của ta nghĩa làm sao? các ngươi còn nói những gì bạn hữu ở ngoài đến, chuyến này vận khí không may, bị bọn thị vệ cho má sát hại mất không phải là ít. Ta hãy hỏi các ngươi, bạn hiểu nào, tại sao các ngươi lại kêu anh em thị vệ là bọn thị vệ cho má? Bọn thị vệ nghe nói nổi hung, vùng cước đá vào lưng bốn tên thái giám huỳnh huyệt. Bốn tên thái giám la thầm trong bụng quan uổng cho chúng ta, nhưng chúng không thốt nên lời được. Vì tiểu bảo lại hỏi, ta theo sau bọn ngươi, thấy một tên nói, ta là người dẫn đường thì hai tấm ngân phiếu này họ cho ta hết, sao ta lại phải chia cho ngươi? Gã vừa nói vừa trò vào tên thái giám lượm được hai tấm ngân phiếu. Vì tiểu bảo lại trò vào tên thái giám không cướp được ngân phiếu hỏi, có phải ngươi đã trả lời tên kia, đây là một đại sự mấy người làm chung nhau. Giết người đốt nhà là cùng một tội phạm, sao ngươi lại không chia cho ta? Không được, nhất định ngươi phải chia mới xong, vì tiểu bảo ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp các người chung nhau làm đại sự thì việc đó là việc gì? Tại sao lại nói đến tội giết người đết nhà gì gì đó? Mấy tên thị vệ nói ngay, bọn chúng đã dẫn đường cho thích khách dĩ nhiên phạm vào đại tội giết người đốt nhà. Còn vụ chúng chia chắc những gì thì chỉ việc sục tìm trong người chúng là ra ngay. Bọn thị vệ lục soát liền thấy ngay trong mình bốn tên thái giám có bốn tấm ngân phiếu. Trong bốn tên này thì một tên có hai tấm, một tên không có còn hai tên nữa mỗi tên một tấm bọn thị vệ thấy bốn tấm ngân phiếu này đều ghi một món tiền lớn bất giác lớn tiếng là ó nên biết lương tháng mỗi tên thái giám bất quá từ hai lạng đến bốn lạng bạc mà đột nhiên trong mình chúng đều có khoản tiền lớn thì hiển nhiên tang chứng rành rành không còn giả dối vào đâu được một tên thị vệ nói phải rồi bọn thích khách cho các ngươi nhiều bạc thế này nên các ngươi mới dẫn đường cho chúng và kêu chúng là bạn hữu ở ngoài đến còn chúng ta các người kêu bằng bọn thị vệ cho má tổ bà nó láo thật hắn vung cước đá một cái thật mạnh một tên thái giám lồi mắt ra chết ngay lập tức một tên thị vệ khác nói chúng ta chớ nên lỗ mãng cứ từ từ mà thẩm vấn tên này là một người lão thành thận trọng hắn cúi xuống đưa tay ra nắm lại quay hàm một tên thái giám đặt vào khớp vì tiểu bảo hỏi các người làm công việc động trời này là nghe lời ai sai khiến các ngươi thật là lớn mật hãy thú nhận mau đi để khỏi ăn đòn. Tên thái giám kia la lên, oan uổng, thật là oan uổng cho bọn tại hạ. Đây là thái hậu truyền bọn tại hạ, vì tiểu bảo không để hắn nói hết lời đã nhảy sổ đến trước mặt. Đưa tay trái ra để lấy miệng đối phương lớn tiếng quát, không được nói càn, tay mặt gã vung quyền đánh xuống đỉnh đầu tên thái giám một đòn rất nặng, suýt nữa hắn ngất đi. Vì tiểu bảo nói, các vị đại ca, hắn nói thái hậu sai khiến, vụ này, vụ này thật là đại họa đến nơi rồi. Bọn thị vệ cả kinh thất sắc tự hỏi, Thái Hậu truyền cho bọn này dẫn thích khách vào cung ư. Chúng biết Đức Hoàng Thượng không phải là con ruột của Thái Hậu, mà Thái Hậu trước nay là người tinh tế, cả quyết chẳng lẽ Đức Hoàng Thượng có điều chi đắc tội với Thái Hậu. Ai mà biết được, trong chốn cung vì cũng có chuyện âm mưu, những cuộc đấu trí cực kỳ khủng khiếp. Chúng còn lo nội vụ liên can đến mình. Linh Thế nguy hiểm này nghĩ tới không rét mà run. Vì Tiểu Bảo lại hỏi tên thái giám kia, "Có thật thái hậu phái các ngươi làm việc này không? Đây là một vụ rất quan trọng, không thể ăn nói hồ đồ. Các ngươi phải nói cho thật, có đúng thái hậu sai khiến các ngươi không?" Tên thái giám kia không nói nên lời, chỉ gật đầu lia lịa. "Vì Tiểu Bảo lại hỏi, mấy tấm ngân phiếu này cũng của thái hậu ban cho hay sao?" Ba tên thái giám đều lắc đầu vì tiểu bảo hỏi các ngươi vâng lệnh thi hành chứ chẳng phải chủ ý của mình có đúng thế không ba tên thái giám lại gật đầu luôn mấy cái vì tiểu bảo hỏi các ngươi muốn chết hay muốn sống câu hỏi này khó mà trả lời bằng cái gật đầu hay lắc đầu trong ba tên thái giám thì một tên gật đầu một tên lắc đầu còn một tên lúc trước gật đầu rồi sau lại lắc đầu sau cùng hắn ngẫm nghĩ dường như cảm thấy lắc đầu là không phải nên hắn lại gật đầu vì tiểu bảo đặt lại câu hỏi, các ngươi muốn chết ư? Ba tên thái giám lắc đầu, vì tiểu bảo lại hỏi, vậy ra các ngươi muốn sống hay sao? Ba tên thái giám gật đầu rất mau lẹ. Vì tiểu bảo dắt hai tên thị vệ đứng đầu ra ngoài căn nhà. Gã khẽ nói, Trương đại ca, Triệu đại ca, vụ này thật nguy cho chúng ta. Gã họ Trương tên là Trương Khang niên còn gã họ Triệu tên gọi Triệu Tề Hiền đều sợ hãi rụng rời. Chúng đồng thanh hỏi, làm thế nào bây giờ? vì tiểu bảo đáp tiểu đệ không có chủ ý gì hết. Trương đại ca và triệu đại ca thử tính xem phải làm sao cho ổn. Trương Khang Niên nói, nếu vụ này tiết lộ thì còn gây ra không biết bao nhiêu là chuyện. Tại hạ tưởng nếu giấu nhẹm được thì ta ứng đi là hơn. Triệu Tề Hiền nói theo, phải đấy, chi bằng buông tha ba tên thái giám kia, cứ tảng lờ như không biết gì là xong. Trương Khang Niên nói, nhưng e rằng người không muốn giết cọp mà cọp lại muốn vồ người huống chi chúng ta đã giết chết một tên trong bọn họ. Vì tiểu bảo nói, tha họ là phải lắm, có điều đừng để họ đi bẩm rõ với Thái Hậu, nếu không thì Thái Hậu nổi lôi đình cũng giết người để bịt miệng. Ba tên Thái Giám dĩ nhiên là không sống được, còn chúng ta 17 anh em chắc cũng bị chặt làm 34 khúc. Hai tên Trương, Triệu nghe nói phát run lên, Trương Khang Niên giơ tay mặt lên ra hiệu phóng trường vì tiểu bảo nhìn triệu tề hiền để dò xem ý kiến của hắn thế nào thì hắn gật đầu rồi hỏi còn bốn tấm ngân phiếu trong mình chúng thì sao? vì tiểu bảo đáp món tiền sáu ngàn lạng bạc đó các vị đại ca chia nhau mà lấy tiểu đệ đã sợ bờ vía chỉ cầu vụ này đừng liên can gì đến mình là hay rồi còn tiền bạc thì không lấy đâu hai tên trương triệu nghe nói có sáu ngàn lạng bạc chia nhau tính ra mỗi người được bốn trăm lạng chúng không mần ngư gì nữa quay vào trong nhà kêu ba tên đồng bọn thân tín ghé tai dặn nhỏ mấy câu. Ba tên kia gật đầu dắt ba tên thái giám đứng dậy nói, các vị đã là người trầu trực bên mình thái hậu, vậy các vị về đi. Ba tên thái giám mừng rỡ như được lệnh ân xá, chạy ra ngoài nhà. Ba tên thị vệ cũng đi theo, bỗng nghe bên ngoài rú lên mấy tiếng thê thảm, ôi ôi ôi. Một tên thị vệ la hoàng, có thích khách, có thích khách, một tên khác kêu, trời ơi thích khách giết chết bốn vị thái giám rồi. Ba tên thị vệ chạy vào phòng nhìn Vi Tiểu Bảo nói, Quế công công, bên ngoài thích khách lại xuất hiện, giết chết bốn vị công công. Vi Tiểu Bảo thở dài hỏi, đáng tiếc, ôi đáng tiếc, thích khách trốn rồi ư, có đuổi kịp được không? Một tên thị vệ đáp, thích khách đã bị bọn ti chức đập chết rồi. Vi Tiểu Bảo khen, hay lắm, hay lắm, các vị đã là anh dũng lại tận tâm với chức vụ. Thật là đáng quý bốn vị công công bị thích khách đánh chết, các vị bẩm rõ cho thị vệ tổng quản lão ra biết. Bọn thị vệ mỉm cười đồng thanh đáp giả giả, vì tiểu bảo không nhịn được nữa bật lên chàng cười ha ha. Bọn thị vệ cũng cười theo, vì tiểu bảo nói, chúng vị đại ca, kính mừng các vị đại ca phát tài. Chúng ta về thôi, vì tiểu bảo từ biệt mọi người lật đật về phòng. Gã vừa tới cửa, bất thình lình trong bụi hoa có người lạnh lùng lên tiếng, tiểu quế tử người vẫn bình yên chứ. Vì tiểu bảo nghe rõ thanh âm thái hậu thì chẳng còn hồn vía nào nữa, vội xoay mình chạy trốn. Gã mới chạy được năm, sáu bước, bỗng cảm thấy một bàn tay đặt lên vai bên trái gã, lập tức toàn thân gã nhũn ra, tưởng chừng một viên đá nặng mấy trăm cân đè lên người. Gã không thể cất bước được nữa, vì tiểu bảo cúi xuống thò tay rút lưỡi đao trùy thủ, nhưng ngón tay vừa đụng vào trôi đao thì cánh tay mặt bị trúng trường gã không nhịn được, ối lên một tiếng. Thái hậu khẽ bảo gã, "Tiểu Quế Tử, mi còn nhỏ tuổi mà thủ đoạn cực kỳ lợi hại, mi đã giết bốn tên thái giám của ta một cách êm ru, còn phao tang gieo vụ. Chà chà, mi dám đặt điều hãm hại cả ta nữa." Vi tiểu bảo la thầm, "Tên khốn kiếp Vi tiểu bảo, còn bà mi, đêm nay mà mi còn thoát chết thì không phải là họ Vi nữa." Trong lòng cực kỳ sao xuyến, gã yên chí Thái hậu căm hận mình thấu xương có năn nỉ đến mấy cũng bằng vô dụng gã định bụng gác bỏ sống chết ra ngoài không nghĩ gì đến nữa chỉ tìm lời bướng bình hăm dọa thái hậu để kéo dài thời gian rồi sẽ tìm nổ kế thoát thân quyết định chủ ý rồi vì tiểu bảo lạnh lùng đáp tâu thái hậu bây giờ thái hậu có giết nô tài thì cũng chậm mất rồi đáng tiếc ôi đáng tiếc thái hậu cất tiếng thê thế hỏi điều chi đáng tiếc vì tiểu bảo đáp thái hậu định giết nô tài là cốt để bưng kín miệng bình vĩnh viễn không sợ tiết lộ bí mật. Đáng tiếc bây giờ Thái Hậu mới hạ thủ thành ra hơi chậm. Bọn thị vệ vừa nói với nhau những chuyện gì, chắc, chắc Thái Hậu, nghe rõ cả rồi. Thái Hậu cất giọng âm trầm hỏi, mi bảo ta phai bốn tên thái giám vô dụng đó đi cấu kết với bọn thích khách và dẫn chú vào cung, nhưng hành động đó có mục đích gì? Vì tiểu bảo đã nô tài hiểu thế nào được mục đích của Thái Hậu, hoặc giả chỉ có Đức Hoàng thượng biết được mà thôi, trong mười phần gã chắc chín phần là mình không thoát chết, nên chẳng sợ hãi gì nữa. Mời thết lời chống đối vừa bướng bỉnh vừa có ý hăm dọa. Thái hậu giận đến mất người, bụng bảo giả bây giờ ta chỉ nhà kinh lực ra là lập tức gã toi mạng, nhưng làm thế há chẳng là phước đức cho tên tiểu tặc này ư. Thái hậu còn đang ngẫm nghĩ lại nghe vi tiểu bảo nói tiếp. Thái hậu mà xô kinh lực ở bàn tay ra giết chết tiểu quế tử thì chỉ sáng sớm mai là bao nhiêu người trong cung đều hiểu rõ hết đây là những câu vấn đáp sẽ được nêu ra, tiểu quế tử chết trong trường hợp nào? Dĩ nhiên là Thái Hậu giết, tại sao Thái Hậu lại giết gã? Vì gã đã phanh phui những điều bí mật của Thái Hậu. Những điều bí mật gì? Vấn đề này khá dài, xin Thái Hậu vào trong nhà để nô tài trình bày cho Thái Hậu nghe. Thái Hậu bụng bảo giả, gã tiểu tặc này nói vậy cũng không phải hoàn toàn vô lý. Bà tức quá, bàn tay đặt trên vai vi tiểu bảo run lên không ngớt bà hết một hơi chân khí rồi hỏi bất quá chỉ có mười mấy tên thị vệ hiểu nội vụ ta giết mi rồi lập tức hạ lệnh cho thụy đống bắt mười mấy tên đó đem xử tử thì còn lo gì nữa vì tiểu bảo nổi lên chàng cười hô hố thái hậu giận xám mặt lại nói mi chết đến gáy rồi mà còn cười được ư vì tiểu bảo đáp thái hậu muốn sai thụy đống giết người ư hắn ha ha thái hậu hỏi hắn làm sao vì tiểu bảo đáp hắn đã bị nô tài gã định nói, hắn bị nô tài chém chết rồi. Chờ động tâm linh liền bật lên mấy tiếng cười ha ha. Thái hậu hỏi ngay, hắn bị ngươi làm gì? Vì tiểu bảo đáp, hắn bị nô tài thuyết phục, không nghe lời thái hậu nữa. Thái hậu cười khẩy nói, một tên tiểu quỷ như mi có tài năng gì mà thuyết phục được một vị phó tổng quản để hắn không tuân lệnh ta? Vì tiểu bảo hững hờ đáp, nô tài là một tên tiểu thái giám dĩ nhiên chẳng làm gì được nhưng thụy phó tổng quản sợ một nhân vật khác. Thái hậu cất tiếng run run hỏi, hắn sợ, hoàng thượng phải không, vì tiểu bảo đáp bọn nô tài thì dĩ nhiên phải sợ hoàng thượng, tưởng không nên trách hắn. Thái hậu hỏi, mi đã nói những chuyện gì với thụy đống, vì tiểu bảo đáp chuyện gì cũng nói hết, thái hậu hầm hầm nhắc lại, chuyện gì cũng nói hết. Bà trầm ngâm một lúc rồi hỏi, hiện giờ hắn, ở đâu, vì tiểu bảo đáp hắn đi xa rồi, xa lắc xa lơ không bao giờ trở lại nữa. Thái hậu, thái hậu muốn gặp hắn không phải chuyện dễ dàng. Thái hậu càng kinh hãi hơn hỏi, có phải mi muốn nói hắn ra khỏi hoàng cung rồi? Vì tiểu bảo đã đúng thế, hắn bảo đã sợ hoàng thượng, lại sợ thái hậu thành ra bị chết chệt ở giữa hai người. E rằng có ngày phải họa sát thân, nên phải cao chạy xa bay cho sớm. Thái hậu chữa lại, xa chạy cao bay, vì tiểu bảo hỏi, đúng rồi, sao thái hậu cũng biết có phải thái hậu nghe hắn nói là xa chạy cao bay rồi hay không thái hậu đặng hắn một tiếng rồi hỏi đến làm quan mà hắn cũng không thiết nữa ư ừ. hắn trốn đi đâu vì tiểu bảo ngập ngừng đáp hắn hắn đến chợt động tâm cơ gã nói tiếp hắn bảo đến cái gì đài sơn dường như lục đài thất đài bát đài sơn gì đó thái hậu hỏi ngay có phải ngũ đài sơn không vì tiểu bảo đáp đúng 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 ngũ đài sơn rồi cái gì Thái hậu cũng biết hết. Thái hậu hỏi, hắn còn nói gì nữa? Vì tiểu bảo đáp, hắn không nói gì nữa, mà chỉ bảo, nô tài ủy thác cho hắn việc gì thì bất luận thế nào hắn cũng phải làm đến nơi. Hắn còn tuyên lời trọng thể những gì ngàn đao phanh thây, tuyệt đường tử tôn. Thái hậu hỏi, người ủy thác cho hắn làm việc gì? Vì tiểu bảo đáp, kể ra cũng không có chuyện gì. Thụy phó tổng quản đã nói là làm cuộn hay chẳng làm quan cũng không sao có điều lúc ra đi không kiếm được tiền hành phí, phải lo một năm hay dăm bảy năm tháng mới đủ. Nô tài liền tặng cho y hai vạn lạng bạc. Thái hậu hỏi, người phát tài lắm nhỉ, lấy đâu ra được nhiều tiền thế? Vì tiểu bảo đã cái đó cũng của người ta cho, nào khang thân vương tặng, nào sách ngạch đồ đại nhân thường. Trong thượng thiện giám cũng có người đưa một ít, hồi năm mươi, hóa cốt miên trưởng đả thương tiểu bảo. Thái hậu biết gã nói đúng liền hỏi người hào phóng như vậy dĩ nhiên thụy đống mang ơn phải trả ơn người ủy thác cho hắn làm việc gì vì tiểu bảo đáp nô tài không dám tông thái hậu lớn tiếng người có nói hay không thì bảo vì tiểu bảo thở dài đáp thụy tổng quản hứa lời hễ nô tài ở trong cung bị người sát hại thì y đem nguyên nhân nội vụ tâu bày tường tận lên thánh thượng y bảo sẽ viết sẵn một bản tâu để bên mình và ước định cùng nô tài cứ hai tháng một lần nô tài y nô tài sẽ thái hậu run lên hỏi hai tháng một lần ngươi làm sao vì tiểu bảo đáp hai tháng một lần nô tài đến chỗ người bán đường phèn hỏi gã có đường phèn đựng trong bình bằng phỉ thúy mã não bán không gã sẽ trả lời có mỗi bình một trăm lạng nô tài hỏi sao đắt thế ta trả năm trăm lạng một bình có bán không gã hỏi lại ngươi chưa về chầu trời ư nô tài đáp ngươi cứ về nói với lão ra ngươi đi thế là gã sẽ thông chi cho thu tổng quản. Trong lúc cấp bách, vi tiểu bảo không nghĩ ra được thiên cố sự gì mới lạ, liền dập mẫu những lời chỉ điểm của Trần Cận Nam, biến cải đi một ít rồi đưa ra. Thái hậu nghe nói, nghĩ bụng, đây đúng là cách liên lạc của con nhà võ trên trốn giang hồ, chắc thằng giặc non này không bịa ra được, bà càng nghĩ càng kinh hãi trong lòng, lại có ý hối hận mình không dằn lòng nhẫn nại được. Sau khi bà bị thương ở tay, căm hận quá chừng mới đụng phải bọn thích khách xuất hiện ở trong cung. Bà thừa cơ thuật đống đến canh gác ngoài tầm cung liền phái hắn đi giết tiểu quế tử. Không ngờ gã này lại thổ lộ việc cơ mật với hắn và ham dọa hắn đến phải bỏ chức chạy trốn. Bà lại nghĩ tên tiểu tặc này đem việc đại sự cơ mật nói ra thì bất cứ là ai cũng phải kinh tâm động phách. Thụy đống tránh vạ để giữ mình là chuyện thường. Hắn vẫn còn nghĩ đến tiên đế mới lên ngũ đài sơn. Thái hậu trong lòng xoay chuyển ý nghĩ hồi lâu, bà lại hỏi, nếu đến thời hạn mà ngươi không đi kiếm tên bán đường phèn được thì làm thế nào? Vì tiểu bảo đáp Thụy Tổng cụ ả à nói là y chờ nô tài chừng 10 bữa hay nửa tháng vẫn không thấy nô tài tìm đến tức là nô tài đã uổng mạng rồi. Khi đó y, y sẽ tìm cách đưa bản tâu lên hoàng thượng. Gã ngừng lại một chút rồi thở dài, nói tiếc nô tài chết là hết đời, chẳng còn chuyện gì hay ho nữa nhưng nô tài thủy chung giữ vẹn lòng chung, chỉ xin thánh thượng gia tâm đề phòng, oán thì trả oán, hờn cũng rửa hờn, đừng để người ta ám toán. Tất giả sát son của nô tài cùng thủy tổng quản hết lòng vì chúa là ở chỗ đó. Thánh thượng được muôn năm trường trị thì kẻ vi thần cũng ngậm cười nơi chín suối. Thái hậu lẩm bẩm nhắc lại, oán thì trả oán, hờn cũng rửa hờn, thế là hay lắm. Vì tiểu bảo lại nói, bấy lâu nay nô tài châu hầu hoàng thượng, việc gì cũng bưng kín miệng bình. Không dám hé răng hé lợi đà động tới những điều cơ mật đại sự vì nô tài chỉ mong sao thân mình được sống bình yên. Cho dù nô tài được mãn đại trầu trực bên mình thánh thượng cũng chỉ cầu những điều đó vĩnh viễn đừng đến tay thánh thượng là hơn. Thái hậu nghe gã nói vậy cũng hơi yên lòng, cất tiếng khen, xét cho cùng, ngươi là một kẻ thần tử rất tốt. Vì tiểu bảo nói, hoàng thượng có lòng đoái thương nô tài. Thái hậu đối đãi với nô tài cũng chẳng tệ tình gì. Nô tài hết dạ trung thành cùng thái hậu, biết đâu ngài chẳng vui lòng mà ban thưởng cho. Như vậy há chẳng là một việc tốt đẹp cho hết thầy mọi người. Không ai còn điều gì phải oán hận nữa. Thái hậu cười khành khạch hỏi, mi còn mong ta ban thưởng cho cái gì? Thật là quân mặt dày, tiếng cười của bà đượm vẻ hân hoan. Lúc thái hậu mới nghe vi tiểu bảo nói, thụy đống lên ngũ đài sơn thì tưởng là hắn sẽ tìm cách đem những điều cơ mật mà gã đã cho hay tâu trình hoàng thượng nên trong lòng hồi hộp dị thường trong lúc nhất thời bà không biết nên làm thế nào cho phải bà biết rằng muốn giết gã thật dễ như chờ bàn tay nhưng hạ sát gã rồi mọi việc càng tiết lộ mau chóng sau bà nghe gã nói không dám hé răng hé lợi nửa câu với hoàng thượng thì bà cho là dù có bị gã kiềm chế nhưng hiện giờ tạm thời không xảy ra vạ lớn bà định bụng để thùng thẳng rồi sẽ nghĩ kế hoạch vẹn toàn cũng chưa muộn bất giác trong lòng bà rất cao hứng vì tiểu bảo là một đứa nhỏ rất tinh khôn gã nghe tiếng cười của thái hậu biết tâm trạng bà đã biến đổi vội đáp nô tài còn thăm tiền của làm chi nữa chỉ mong thái hậu cùng hoàng thượng bình yên hoan lạc là kẻ vi thần được hưởng phúc lớn rồi gã ngừng lại một chút rồi tiếp nô tài cầu trời phật độ chi thánh thể của thái hậu đặng bình yên sáng mai nô tài sẽ tới thiên kiều kiếm gã hán tử bán đường phèn, bảo gã thông chi cho thụy tổng quản phải bưng kín miệng bình, không được tiết lộ mảy may những chuyện đã xảy ra. Nô tài sẽ giả hán tử, đưa thêm cho thụy tổng quản ba ngàn lạng bạc, nói là của Thái hậu ban thưởng cho. Thái hậu, hừ, một tiếng, ngắt lời đối với kẻ đã bất lực trong công việc sai phái, lại bỏ chức vụ lần trốn, ta không chặt đầu đã là phước lắm rồi. Còn mong ta thường bạc nữa ư. Ừ. Vì tiểu bảo vội nói ngay, dạ, dạ, ba ngàn lạng bạc này cũng do nô tài xuất ra, khi nào còn dám xin tiền của Thái Hậu để thưởng y. Thái Hậu từ từ buông bàn tay đè trên vai vi tiểu bảo xuống rồi chậm rãi hỏi, tiểu quế tử, có thật người hết dạ trung thành với ta chăng? Vì tiểu bảo quỳ mọp ngay xuống, đập đầu, binh, binh, tâu, nô tài có tận chung với Thái Hậu mới được hàng ngàn hàng vạn điều hay. Nếu nô tài đem lòng phản bạn thì cái đầu cũng không giữ được tiểu quế tử này tuy đầu óc hồ đồ, nhưng đối với thủ cấp của mình lại coi là một điều rất quan trọng. Thái hậu gật đầu nói, hay lắm, hay lắm, hay lắm, mỗi tiếng, hay lắm, bà lại đập một phát trường xuống lưng gã. Bà hô ba táng, đánh luôn ba trường, vì tiểu bảo quỳ dưới đất liền cảm thấy đầu nhức mắt hoa, lợm giọng buồn nôn. Trong cổ họng những tiếng, ong ọc, vang lên không ngớt. Thái hậu nói, tiểu quế tử đêm hôm ấy tên lão tặc hải đại phú đã nói trên thế gian có môn công phu kêu bằng hóa cốt miên trường mà luyện được đến chỗ tinh vi thì khi đánh chúng vào ai có thể khiến cho xương kết toàn thân người đó bị gãy nát công phu này rất khó luyện và dĩ nhiên ta không biết sử dụng có điều ta thấy ngươi là một thằng nhỏ rất tinh khôn rất lanh lợi nên đánh ba phát trường vào lưng ngươi chơi kể ra cũng thú vì tiểu bảo thấy khi huyết trong ngực trong bụng lộn nháo lộn nhào gã không nhẫn nại được nữa một tiếng rồi thổ máu tươi và nước trong da rất nhiều gã mắng thầm con điếm giả này không tin lời ta mụ hạ độc thủ rồi thái hậu lại nói tiếc ngươi bất tất phải khiếp sợ ta không đánh chết ngươi đâu ngươi mà chết thì ai đến thiên kiều kiếm gã hán tử bán đường phèn cho bà ngừng lại một chút rồi tiếp sáng sớm mai ngươi đến công tử ninh ta cho ngươi ba chục viên thuốc mỗi ngày uống một viên là ngươi bảo toàn được tính mạng trong ba chục ngày sau khi uống hết ba chục viên rồi, ta lại cho ngươi ba chục viên nữa. Vì tiểu bảo tông đa tạ hồng ơn của Thái Hậu, gã từ từ đứng dậy nhưng thân hình lảo đảo lại phải ngồi phệt xuống đất, miệng thổ ra mấy búng vừa máu vừa nước. Gã lại nói, nô tài hàng ngày cầu đạo đức Bồ Tát độ trì cho Thái Hậu trường sinh bất lão, thọ tỷ Nam Sơn. Nếu không thế, Thái Hậu bị cảm mạo phát ho phát nóng thì ai ban thuốc cho nô tài? Cái mạng nô tài, phải chết non không bằng mạng sống của con rùa thái hậu cười khanh khách nói người biết vậy là hay rồi bà chờ gót cất bước biến vào trong bụi hoa vì tiểu bảo gắng gượng đứng lên gã chân tĩnh tâm thần từ từ cất bước quanh ra cửa sổ phía sau nhà gã muốn nhảy vào nhưng không đủ sức phải nằm gục xuống khung cửa thở một lúc rồi mới trèo lên cửa sổ tiến vào tiểu quận chúa mộc kiếm bình khẽ hỏi quế đại ca có phải đại ca đấy không vì tiểu bảo đang bực mình mắng luôn, còn bà nó, không phải ta, Phương Di lên tiếng chất vấn, tiểu quận chúa vì lòng tử tế mà hỏi han ngươi, sao ngươi lại mở miệng mắng ngươi. Vì tiểu bảo trèo lên được thành cửa rồi đáp ta, rồi gã hết hơi không nói được nữa, một tiếng, gã té vào trong cửa, nằm thẳng cẳng dưới đất, không đứng dậy được. Phương Di và Mộc Kiếm Bình Đồng Thanh La, trời ơi, mỗi câu hỏi một câu, ngươi làm sao thế, đại ca bị thương rồi ư? vì tiểu bảo tuy trúng hóa cốt miên trường của Thái Hậu nhưng chưa đến nỗi chết ngay trong một vài giờ. Có điều gã bị té một cái khá nặng mà trong lòng lại khoan khoái. Gã cười ha hà đáp, hào muội tử và hào lão bà đều bị thương. Nếu ta không bị thương một chút thì sao gọi là cùng hưởng phúc lành, cùng chia hoạn nạn được. Mục kiếm bình hỏi, quế đại ca, đại ca bị thương ở chỗ nào? Có đau lắm không? Vì tiểu bảo đáp, hào muội tử muội tử thật là người có lương tâm mới hỏi ta có đau lắm không kể ra ta bị đau khá nặng nhưng được muội muội hỏi một câu là ta tưởng chừng hết đau ngay muội muội bảo thế có kỳ không mộc kiếm bình cười nói đại ca lại gạt người ta rồi vì tiểu bảo vịn tay vào bàn đứng dậy gã nghĩ bụng ta mặc sống đến bây giờ là hoàn toàn trông vào vị thụy tổng quản này nâng đỡ Giả tỷ thái hậu mà biết hắn chết rồi thì cái mạng nhỏ xíu của ta khi nào còn chống chọi được nửa giờ. Gã chậm chạp bước đến bên tủ áo, mở tủ lấy cái dương thuốc ra. Vi tiểu bảo tì nồ lấy bình thuốc hình tam giác màu xanh có điểm trắng đựng thuốc bột. Trong dương thuốc của hải lão công có rất nhiều bình thuốc, nhưng vi tiểu bảo nhận được bình này đựng hóa thi phấn. Ngày trước hải lão công và vi tiểu bảo đã dùng thứ thuốc bột này để tiêu hóa thi thể của tiểu quế tử vì tiểu bảo lấy được bình thuốc hóa thi rồi lôi thi thể thụy đống ở dưới gầm giường ra. Gã lấy lại ngân phiếu cùng đồ chân quý trong bọc hắn nhét vào bọc mình. Một kiếm bình ngập ngừng nói, đại ca mãi không về. Xác chết này, xác chết này lại để dưới gầm giường bọn tiểu muội khiến cho bọn tiểu muội sợ muốn chết luôn. Vì tiểu bảo cười đáp nếu hai người mà chết luôn thì anh chàng này há chẳng thêm được hai cô bạn gái. Phương Di tức mình lên tiếng, hư tiểu quận chúa đừng nói chuyện với gã nữa được không? Vì tiểu bảo nói, bây giờ ta làm trò biến hình. Các người có muốn coi không? Phương Di buông thỏng, không coi. Vì tiểu bảo nói, không coi thì nhắm mắt lại. Phương Di nhắm mắt lại ngay. Còn mộc kiếm bình nhắm mắt rồi lại mở ra. Vì tiểu bảo lấy chiếc chìa khóa bạc ở trong dương thò vào nậy nắp bình thuốc lấy ra một ít hóa thi phấn để vào miệng vết thương. Chỉ trong khoảng khắc, miệng vết thương bốc khói lên. Tiếp theo, một mùi hôi thối mãnh liệt xông lên, sau một lúc, miệng vết thương chảy rất nhiều nước vàng và mỗi lúc một cháy rộng ra. Mộc kiếm bình la lên một tiếng, trời ơi, phương di động tính hiếu kỳ mở mắt ra nhìn, trước tình cảnh này cặp mắt nàng dương lên thật lớn rồi không nhắm lại được nữa. Thịt xương gặp nước vàng liền hủ nát ngay, nước vàng càng nhiều thi thể càng tan mau, vì tiểu bảo thấy hai cô đều lộ vẻ kinh hãi liền ham dọa một cô nào trong các người mà không nghe lời ta là ta giắc chốt phấn quý báu này lên má lập tức mặt bị cháy xém ngay. Mộc Kiếm bình bờ vía la đại ca đừng ham người nữa. Phương di chừng mắt lên nhìn Vi Tiểu Bảo ra chiều tức giận nhưng nàng vẫn không giấu được vẻ khủng khiếp. Vi Tiểu Bảo rất lấy làm đắc ý cất bình thuốc vào bọc. Lúc này xác thuy đống đã bị cháy đứt làm hai đoạn. Vi Tiểu Bảo cầm ghế lên dùng hai chân ghế đẩy hai khúc xác người vào cả đống nước vàng. Sau chừng nửa giờ toàn thể đều biến ra nước, gã thở phào một cái, nghĩ bụng, bây giờ mộ điếm có sai hàng trăm vạn quân lên ngũ đài sơn bắt thụy đống cũng không được nữa. Gã múc nước ở trong lu ra rửa sạch nước vàng do xác chết gây nên. Nhưng mới múc được vài gáo thì người gã siêu đi, ngã lăn xuống giường vì mỏi mệt quá. Mi mắt nặng chịu, gã ngủ thiếp đi khi vi tiểu bảo tỉnh giấc thì trời đã sáng rõ gã cảm thấy miệng đắng và buồn nôn nhưng không mửa ra được bỗng nghe mộc kiếm bình cất giọng thiết tha hỏi quế đại ca đại ca có đỡ không vi tiểu bảo ngồi dậy mới biết là mình nằm ngủ ở dưới chân hai cô phương mộc gã thấy trời không còn sớm nữa vội bước xuống rường nói ta phải đi chầu hầu hoàng đế các ngươi nằm yên đây đừng có cử động gã toàn nhảy qua cửa sổ chuồn đi nhưng cảm thấy mình bất lực đành mở cửa chính ra rồi khóa trái lại. Vì tiểu bảo vào trong ngự thư phòng ngồi đợi không đầy nửa giờ thì vua Khang Hy lui trầu tới nơi. Đức vua vừa thấy vì tiểu bảo liền cười hỏi tiểu quế tử, chấm nghe nói đêm qua ngươi lại giết người phải không? Vì tiểu bảo dâng lời vấn an, tâu, tâu thánh thượng, nô tài những mong thánh thể an khang. Vua Khang Hy cười phán, người hên vận lắm mới được giao thủ cùng bọn thích khách. Còn chấm đây đến mặt thích khách cũng chưa được nhìn thấy võ công tên thích khách mà ngươi giết đó thế nào ngươi đã dùng chiêu số gì hạ sát hắn vì tiểu bảo thực ra chưa từng cùng thích khách động thủ ra chiêu gã tự nhủ võ công hoàng thượng không phải hạng kém cỏi ta chớ nên bột miệng nói quàng